Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 189. Chỉ chốc lát sau, thí thần cùng Tà Vũ bọn họ tất cả đều rời đi, trong sân chỉ còn lại có Cửu U Ma Toan hộ pháp. Tiêu Phàm cũng rất nhanh liền tiến vào bế quan trạng thái, hắn mặc dù khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng nội tâm vẫn là rất rõ ràng, bằng vào thực lực bây giờ, còn là chưa đủ lấy chiếm lấy hạng nhất. Tất nhiên định ra mục tiêu, Tiêu Phàm tuyệt đối không chỉ là muốn lấy được một cái danh ngạch, mà là phải tiến vào ba vị trí đầu, dũng tranh đệ nhất. Chỉ có dạng này, mới có thể có càng lớn tỷ lệ đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, dù sao hắn yêu cầu khí số, cũng không phải một cái bình thường số lượng. Trong phòng, Tiêu Phàm cắt tỉa gần nhất thu hoạch, bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ thuật cùng cổ pháp vẫn là quá yếu, nghịch long đăng thiên bộ tốc độ cũng không đủ nghiền ép đối thủ, duy nhất khả quan một điểm, chỉ có tu vi cảnh giới. Tiêu Phàm tự giễu cười một tiếng. Dừng một chút, hắn lại nói, còn có thời gian mấy tháng, ta còn có thể hết khả năng hoàn thiện trưởng trung thời không, chí ít nghiền sát bán bộ thánh tôn cảnh cũng không có vấn đề. Một khi đột phá thánh tôn cảnh, đến lúc đó liền có thể dung hợp bản nguyên chi lực, trưởng trung thời không uy lực tất nhiên tăng vọt. So với trưởng trung thời không, mặt khác cổ thuật cùng cổ pháp uy lực liền có vẻ hơi không đủ, liền tựa như hỗn độn trảm thiên kiếm cùng tu la đại thế giới. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Phàm không có tiếp tục hoàn thiện nguyên nhân của bọn nó một trong. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng hiểu rõ một chút, nếu như đột phá thánh tôn cảnh, một dạng cổ pháp cùng cổ thuật căn bản không có quá đa dụng chỗ. Bởi vì thánh tôn cảnh cường giả, đều là chủ tu nhục thân cùng linh hồn, nhục thân cường đại đến cổ thuật căn bản không làm gì được, linh hồn cũng kiên cố đến cổ pháp không thể động đậy. Bởi vậy, đạt tới thánh tôn cảnh, đã có rất ít người thi triển cổ pháp cổ thuật, mà là lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ. Bản nguyên tuyệt kỹ, chính là từ bản thân cảm ngộ đến bản nguyên chi lực lĩnh ngộ được, Tiêu Phàm mặc dù tu luyện ba cái nguyên tuyền, đối bản nguyên chi lực cũng có cảm ngộ. Nhưng đây chẳng qua là bản nguyên chi lực ra lông mà thôi, căn bản không có đạt tới lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ cấp độ. Đương nhiên, bàn về uy lực, trưởng trung thời không xem như không kém gì bình thường bản nguyên tuyệt kỹ. Trước đó Tiêu Phàm sở dĩ tránh thoát Lý Thanh Liên một kích kia, chính là thi triển ra trưởng trung thời không lực lượng phòng ngự, đem mình na di đến khác một phiến thời không, tùy tiện tránh thoát một kiếp. Lúc ấy Tiêu Phàm lĩnh ngộ trưởng trung thời không thời điểm, liền nghĩ đến công phòng nhất thể, chỉ là hắn rất ít sử dụng hắn lực lượng phòng ngự mà thôi. Cái này không thể nói trưởng trung thời không phòng ngự không mạnh, tương phản, là phòng ngự của nó lực lượng quá mạnh, đến mức Tiêu Phàm bình thường đều không muốn bại lộ loại này thủ đoạn. Bất quá, Lý Thanh Liên thực lực không yếu, cái kia vạn đạo liên hoa uy lực không thể khinh thường, Tiêu Phàm nếu như chính diện chống đối, tuyệt đối không thấp địch, chỉ có thể thi triển ra khống chế thời không thủ đoạn phòng ngự. Cũng cần phải bắt đầu cảm ngộ bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm trong lòng thở dài, lại nói, đáng tiếc, không có đầy đủ thần huyết, nếu để cho tu la cửu biến đột phá đến đệ lục biến, thậm chí đệ thất biến, dù cho độc chiến hạ phẩm thánh tôn, ta cũng có thể chém giết. Tiêu Phàm cũng biết, dù cho tu la cửu biến tu luyện tới đệ lục biến trở lên, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Ai biết thiên hoang đối tu la tộc là thái độ gì đây? Muốn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, còn phải ở thân pháp cùng bản nguyên lực lượng phía trên bỏ công sức. Tiêu Phàm trong lòng chiếm được một cái rõ ràng tu luyện phương hướng. Nhục thân cùng linh hồn tu luyện, Tiêu Phàm vẫn không có rơi xuống. Không nói hắn linh hồn đã đột phá hạ phẩm thánh tôn, thậm chí trong khoảng cách phẩm thánh tôn cũng không xa. Mà nhục thân, cũng một mực đi theo tu vi tiến bộ mà thuế biến, dù sao, người khác ở thánh đế cảnh mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới chỉ là khí số thối thể. Mà hắn Tiêu Phàm lại là trực tiếp khí số nhập thể. Đối với hắn người mà nói, khí số nhập thể, chính là thánh tôn cảnh mới có thể làm được, mà Tiêu Phàm ở đại đế cảnh liền đã làm được. Hiện tại, Tiêu Phàm nhục thân, tuyệt đối so với bình thường đại bộ phận hạ phẩm thánh tôn còn cường đại hơn. Cho nên, nghĩ trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, chỉ có thân pháp cùng bản nguyên lực lượng tiến bộ. Mà hai loại phương pháp này bên trong, bản nguyên lực lượng tiến bộ rất khó, hắn đối bản nguyên lực lượng lĩnh ngộ, đã đạt đến đỉnh điểm, tiếp tục lĩnh ngộ mà nói, liền là chân chính bản nguyên chi lực. Mà người bình thường, muốn lĩnh ngộ chân chính bản nguyên chi lực, chỉ có đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, một khi lĩnh ngộ bản nguyên chi lực,
trong nháy mắt sẽ bước vào hạ phẩm thánh tôn. Điểm này, Tiêu Phàm phương thức tu luyện, cùng thái cổ thần giới cùng thiên hoang tu sĩ là giống nhau. Càng nghĩ, Tiêu Phàm chỉ có trên thân pháp bỏ công sức, mà đối với thân pháp, Tiêu Phàm đã sớm ở tu la truyền thừa bên trong, tìm được một bộ chỉ có thánh tôn cảnh mới có thể tu luyện thân pháp, kỳ danh là thời không na di thiểm. Thời không na di thiểm, tổng cộng chia làm tứ trọng, Tiêu Phàm linh hồn phân thân, đã lĩnh ngộ đệ nhất trọng có chút thời gian, nhưng vẫn không có tu luyện thành công. Lần này, hắn muốn ổn định lại tâm thần, tranh thủ đem thời không na di thiểm đệ nhất trọng tu luyện thành công. Một khi thành công, cùng giai bên trong, ở phương diện tốc độ, hắn tuyệt đối có thể nghiền ép bất luận kẻ nào. Thậm chí, dù cho hạ phẩm thánh tôn, bằng vào tốc độ, cũng không thể so sánh với hắn. Tu luyện thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, ròng rã 2 tháng trôi qua. Tiêu Phàm chia ra đông đảo linh hồn phân thân lĩnh hội thời không na di thiểm đệ nhất trọng, sớm 1 tháng trước, hắn liền ẩn ẩn cảm giác mình bắt được cái gì, nhưng mỗi khi hắn nghĩ dùng sức bắt được thời điểm, vật kia chạy mất càng nhanh. Như vậy cũng tốt so dùng sức bắt lấy một cái lưu xa, người nắm lực lượng càng lớn, lưu xa chỉ có thể chạy mất càng nhanh. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên nghĩ tới một câu, tất nhiên bắt không được, sao không dương nó? Là phương hướng của ta sai lầm rồi sao? Tiêu Phàm mở to 2 mắt, nhìn xem trong phòng bụi bặm, cau mày, rơi vào trong trầm tư. Một hạt ngũ giác tình trạng bụi bặm từ bên cạnh hắn bay xuống, rơi vào hắn tĩnh đặt ở trên đầu gối cánh tay. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thở dài một tiếng. Mặc dù ngoại giới vẻn vẹn đi qua 2 tháng, nhưng Tiêu Phàm thể nội thế giới, tốc độ thời gian trôi qua thế nhưng là ngoại giới gấp bội, hơn nữa hắn còn có nhiều như vậy linh hồn phân thân, tương đương với người khác tu luyện vài chục năm. Lấy hắn thiên phú, vài chục năm cũng chưa từng lĩnh hội một loại thân pháp đệ nhất trọng, có thể nghĩ thân pháp này huyền diệu cùng rườm rà. Thời không na di thiểm đệ nhất trọng tên là tiểu thời không, có phải hay không muốn nhờ thời không bản nguyên mới có thể thi triển đây? Tiêu Phàm linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau một khắc, Tiêu Phàm trong nháy mắt thúc dục thể nội thời không nguyên tuyền, sau một khắc, Tiêu Phàm không gian 4 phía bỗng phát sinh biến hóa, dường như vô số bạch quang lấp lóe. Không biết qua bao lâu, tất cả Tiêu Phàm tựa như là một giấc mộng. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm không hiểu, vừa rồi cái loại cảm giác này quá huyền diệu, đến mức hắn căn bản là không có cách phán đoán, bản thân mới vừa đến cùng đã trải qua cái gì. Lúc này, một hạt thật nhỏ bụi bặm từ trước người hắn nhẹ nhàng rớt xuống, Tiêu Phàm vừa bắt đầu cũng không quan tâm, nhưng làm nhìn thấy nó hình dạng lúc, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ngũ giác tinh bụi bặm, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, một màn này, hắn tựa như kinh nghiệm đã từng trải qua. Sau một khắc, hắn tận mắt nhìn đến cái này ngũ giác tinh trạng bụi bặm rơi vào hắn đặt ở trên đầu gối cánh tay, một màn này biết bao tương tự. Bản thân vừa mới chẳng phải đã trải qua giống nhau một màn sao. Thời không nghịch lưu, đây là đệ nhất trọng, tiểu thời không. Tiêu Phàm trợn to 2 mắt, kém chút kinh hãi hô lên. Thời không nghịch chuyển, Tiêu Phàm giật mình tỉnh lại, ngay sau đó âm thầm lắc đầu, không, cái này hẳn không phải là thời không nghịch chuyển, mà là thời không na di. Bản thân vừa mới nhìn thấy ngũ giác tinh bụi bám rơi xuống về sau, liền thi triển thời không na di thiểm đệ nhất trọng tiểu thời không, làm 4 phía bạch quang lấp lóe về sau, hắn lại gặp được ngũ giác tinh bụi bặm rơi xuống. 2 chuyện này hẳn là đồng thời phát sinh, hoặc có lẽ là, chính hắn trước đó thấy ngũ giác tinh bụi bặm rơi xuống cũng không phải chân thực, mà là thi triển thời không na di thiểm thấy hình ảnh. Loại cảm giác này, liền cùng lúc trước hắn ở cửu u địa ngục kích phát thời không nguyên tuyển lúc thấy tương lai cảnh có chút tương tự. Chỉ bất quá lúc trước thấy là thật lâu sau này hình ảnh, mà hắn vừa mới thấy, thì là tiếp xuống lập tức sắp phát sinh hình ảnh. Giờ khắc này, Tiêu Phàm kinh hỉ muốn điên. Nếu như mình có thể nhìn thấy sau đó phải phát sinh hình ảnh, chẳng phải là nói, mình có thể phán đoán đối phương công kích. Vậy hắn hoàn toàn có thể ở đối phương công kích rơi xuống trước đó, muốn ra ứng đối phương pháp A. Mặc dù quá trình này vẻn vẹn chỉ có không đến một hơi thời gian, nhưng đối với Tiêu Phàm bọn họ bậc này cường giả mà nói, một hơi thời gian đã đầy đủ lớn lên. Ít nhất có thể đủ quyết định một trận chiến đấu thắng thua. Chủ yếu nhất là, hắn thi triển tiểu thời không thời điểm, không chỉ có thể nhìn thấy chuyện sắp xảy ra kế tiếp,
hơn nữa hắn tốc độ di chuyển cũng ngoài ý liệu nhanh. Thử lại lần nữa, Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép lấy nội tâm vui sướng, bắt đầu một lần lại một lần thử nghiệm thời không na di thiểm đệ nhất trọng. Qua mấy lần, Tiêu Phàm hoàn toàn chứng minh kết quả này, cái này khiến hắn đối với kế tiếp địa các thi đấu, lại nhiều mấy thành nắm chắc. Chỉ là dựa vào thân pháp này, là hắn có thể đủ miểu sát cùng giai chín thành tu sĩ. Đương nhiên, thi triển thời không na di thiểm đối Tiêu Phàm mà nói cũng là một loại cực lớn tiêu hao, không chỉ là nguyên lực cùng tâm thần, còn có thời không bổn nguyên lực lượng. Hắn vừa mới thử nhiều lần, thời không nguyên tuyền ngưng tụ thời không bản nguyên lực lượng, chỉ có thể nhường hắn thi triển 5 lần tiểu thời không mà thôi, hơn nữa phạm vi không cao hơn 1.000 dặm. Muốn tiếp tục thi triển, liền phải bổ sung thời không nguyên tuyền bên trong thời không bản nguyên lực lượng. Kết quả này, đã để Tiêu Phàm hết sức hài lòng. 5 lần thi triển thời không na di thiểm cơ hội, đã đủ để cho hắn làm rất nhiều chuyện. Chờ hắn đột phá chân chính thánh tôn cảnh, đến lúc đó có thể liên tục không ngừng bổ sung thời không bản nguyên chi lực, cái kia thời không na di thiểm đệ nhất trọng, liền có thể không hạn chế sử dụng. Đương nhiên, khoảng cách một bước này, còn có khoảng cách rất xa. Khoảng cách địa các thi đấu còn có hơn 3 tháng thời gian, Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục hoàn thiện tiểu thời không, mặt khác, nhìn mình liệu có thể lĩnh ngộ chân chính bản nguyên chi lực. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng Tiêu Phàm hay là chuẩn bị thử một lần. Đúng rồi, nguyên tinh cùng ma tinh có thể hay không dung hợp thời không thuộc tính phá diệt chi lực đây? Đột nhiên, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một loại khả năng. Bất quá rất nhanh liền bị hắn bác bỏ, không nói thời không thuộc tính phá diệt chi lực rất khó dung hợp thành công, khả năng còn không bằng bản thân lĩnh ngộ nhanh. Mặt khác, coi như thành công, thời không thuộc tính phá diệt chi lực, cũng chưa chắc có thể thôi động thời không na di thiểm đệ nhất trọng. Đại khái lại qua hơn nửa tháng, Tiêu Phàm đã triệt để nắm giữ loại này thủ đoạn, chỉ là còn cần một chút chiến đấu đến xác minh tiểu thời không cường đại. Một ngày này, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, lăng lệ con người hướng về trong sân bên ngoài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, trong phòng cách âm trận pháp biến mất. Chỉ một thoáng, từng đạo mỉa mai cùng nổi giận mắng thanh âm truyền vào Tiêu Phàm lỗ tai. Tiêu Phàm, người một cái thứ hèn nhát, có gan đi ra một trận chiến. Ngươi không phải kêu gào sao, hiện tại trở thành con rùa đen rút đầu. Tiêu Phàm, ta thiên hoang thiên tài ở đây, lăn ra nhận lấy cái chết đến, đừng tưởng rằng vĩnh thế có thể đợi ở địa các không bảo vệ được ngươi cả một đời. Ha ha, đoán chừng hắn dọa đến cuộn mình trong phòng nơi hẻo lánh, chính run rẩy đây, đoán chừng hù chết cũng có thể, dù sao vài ngày đều không động tĩnh gì. Đủ loại chửi rủa, ác độc lời nói đinh tai nhức óc, những người này, sớm tại vài ngày trước đó. Liền bao vây Tiêu Phàm nơi ở, kêu gào không ngừng. Chỉ là Tiêu Phàm vì hoàn thiện tiểu thời không, cho nên ngăn cách tất cả. Những người này dĩ nhiên ghi hận hắn, nhưng càng sợ địa các quy củ, ai nếu như dám xông vào người khác chỗ ở, quấy rầy người khác tu luyện, mặc kệ đối phương thân phận gì, địa vị, đều sẽ bị địa các xử tử, hoặc là lưu vong. Lại càng không cần phải nói tại người khác nơi ở động thủ, ở đây không có một cái nào dám làm như thế. Đương nhiên, bọn họ ở Tiêu Phàm ở ngoài viện kêu gào, cái kia địa các cũng không quản được. Dù sao, một người nếu như ngay cả dạng này đều không bảo vệ được bản thân, vậy cũng không đáng địa các bảo vệ. Két, đang lúc đám người mắng sảng khoái thời điểm, cửa gian phòng đột nhiên mở ra, một đạo áo bào đen thân ảnh đi ra. Đủ loại tiếng chửi rủa đột nhiên ngừng lại, bất quá vẻn vẹn hai cái hô hấp về sau, thiên hoang tu sĩ mắng càng thêm vui sướng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Tiêu Phàm sắc mặt khô gầy, nhìn qua có chút gầy gò, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, cho nên cuộn mình trong phòng lo lắng sợ hãi. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm chẳng qua là hơn 2 tháng đến nay, một mực toàn tâm toàn ý tu luyện thời không na di thiểm, cho nên nhìn qua mới có hơi lung lay sắp đổ. Ai muốn khiêu chiến ta? Nguyên tinh cùng công huân điểm chuẩn bị xong chưa? Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt. Thanh minh con người đảo qua toàn trường tu sĩ. Nhưng hắn thất vọng là, lại có không ít thái cổ thần giới tu sĩ lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, trong đó có đế thái ất đám người, tất cả đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, cũng có một số người vẻ mặt nghiêm túc, không biết là không nghĩ Tiêu Phàm thất bại, vẫn là sợ Tiêu Phàm bại sẽ cho thái cổ thần giới mất mặt. Tiêu Phàm lời nói vừa ra,
mấy cỗ cường đại khí tức đồng thời bộc phát ra, bay thẳng Tiêu Phàm đi. Ngươi chính là cái kia nói khoác mà không biết ngượng Tiêu Phàm. Lúc này, một cái bạch sắc chiến giáp tu sĩ tiến lên một bước, từ trong đám người đi ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Phàm. Băng Như Hải sư huynh vậy mà tự mình động thủ, đám người ngạc nhiên, vẻ mặt kính sợ nhìn xem bạch sắc chiến giáp nam tử, sau đó giống như nhìn người chết một dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Băng Như Hải, 10 đại gia tộc một trong băng gia người. Tiêu Phàm trong nháy mắt có phán đoán, cái tên này hắn cũng đã được nghe nói, ở trên địa bảng xếp hạng thứ 19, được cho nắm chắc cao thủ. Có gì chỉ giáo, bất quá, Tiêu Phàm không hề sợ hãi, hắn đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Ao ao ao, đột nhiên, Băng Như Hải tiện tay vung lên, một mảng lớn đủ mọi màu sắc tinh thạch từ hư không vương vãi xuống, chất đầy cửa sân, trong tay của hắn, còn cầm 10 mai ngũ tinh mệnh ma thạch. Một ức cực phẩm nguyên tinh, 10 vạn công huân điểm, mua ngươi mệnh. Băng Như Hải ngữ khí bình tĩnh nói. Còn chưa cùng Tiêu Phàm chiến đấu, hắn cũng đã cho là mình thắng chắc. Không thể không nói, Băng Như Hải quả thật có sức mạnh như vậy, có thể trở thành địa bảng người thứ 19, liền có thể nhìn ra hắn thực lực rất bất phàm. Ngươi muốn lên sinh tử đài, Tiêu Phàm cũng là ngoài ý muốn nhìn Băng Như Hải một cái. Hắn cùng với thiên hoàng tu sĩ ước chiến, cũng không có dự định giết người, đồng dạng, thiên hoàng tu sĩ cũng không dám ở địa các giết hắn. Nhưng đối phương vậy mà lấy mạng của hắn, vậy cũng chỉ có sinh tử đài. Trên sinh tử đài không sinh tử, một lần này quy củ, vô luận chỗ nào đều thích ứng. Không dám sao, Băng Như Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm bộ dáng. Không dám, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Băng Như Hải. Làm sao cái này thiên hoang người, đều một cái điểu dạng, ưa thích nói loại lời này đây. Chẳng lẽ thái cổ thần giới tu sĩ, nhìn thấy bọn họ, nên ngay cả khiêu chiến thiên hoang tu sĩ dũng khí cũng không có sao. Ngươi hiểu lầm, Tiêu Phàm cười cười, nếu là phân sinh tử, cái kia một ức nguyên tinh cùng 10 vạn công huân điểm có phải hay không quá ít, dù sao ngươi chết, đồ vật cầm cũng vô ích, không phải sao. Băng Như Hải nghe vậy, nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc bỗng lạnh lẽo. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, tiểu tử này, khẩu vị thật là lớn, hơn nữa không phải bình thường phách lối. Đây chính là Băng Như Hải a, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân thắng chắc? Đã có người đưa nguyên tinh hiếu kính ta, ta há có không thu đạo lý? Băng Như Hải cười nhạo một tiếng, ngươi có bao nhiêu nguyên tinh cùng công huân điểm, lấy ra cho mọi người nhìn xem, ta bồi lên cũng được. Lời nói này rất tùy ý, phảng phất hắn Băng Như Hải là cái đại khí người. Ngươi không phải muốn đánh cược thân gia sao? Đã như vậy, vậy ngươi đem thân gia lấy ra, ta bồi ngươi cược cũng được. Chẳng lẽ ta đường đường 10 đại gia tộc một trong băng gia đệ tử đích truyền, cược thân gia còn cược bất quá ngươi một cái nho nhỏ thái cổ thần giới tu sĩ sao? Thực sự là chuyện cười lớn. Những người khác cũng là nhếch miệng cười một tiếng, im lặng lắc đầu, liền tựa như nghe được một con kiến, nói muốn cùng voi so khí lực, cái này có so sao? Ta sợ ngươi không đánh cược nổi, Tiêu Phàm rất nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, đám người phần lớn người nhao nhao phình bụng cười to, tựa như nghe được buồn cười chê cười. Băng Như Hải cũng bị Tiêu Phàm chọc cười, không còn gì để nói, chẳng lẽ tiểu tử này là cái kẻ ngu. Ta đường đường băng ra dòng chính đệ tử, liền ngươi một cái thái cổ thần giới tu sĩ cũng không sánh nổi. Tiểu tử, ngươi là đại biểu thái cổ thần giới đến Khôi Hải sao? Băng Như Hải giễu cợt nói. Những cái kia nguyên bản còn đối Tiêu Phàm có chút mong đợi thái cổ thần giới tu sĩ, cũng là nhìn không được, cúi đầu, lấy Tiêu Phàm lấy làm hổ thẹn. Muốn chiến liền chiến, hơi cho thái cổ thần giới lưu một điểm mặt mũi a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ là sau một khắc, thiên hoàng tu sĩ tất cả đều không cười được, chỉ thấy Tiêu Phàm ống tay áo dương lên, tinh thể đủ mọi màu sắc. Ào 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 rơi đầy đất. Tiêu Phàm tiểu viện đã coi như là không nhỏ, chiếm một diện tích mấy chục trượng, nhưng quả thực là chồng chất thành một tòa núi nhỏ, vào mắt khắp nơi đều là lớn chừng quả đấm tinh thể. Nguyên tinh, vậy mà tất cả đều là nguyên tinh, hơn nữa còn là cực phẩm nguyên tinh. Vừa mới còn chào phúng Tiêu Phàm thiên hoang tu sĩ, tất cả đều nín thở, trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ba, một đạo im ắng bàn tay. Hung hăng quất vào ở đây tu sĩ trên mặt, đau rát.
Bọn họ không tin Tiêu Phàm có thể xuất ra rất nhiều nguyên tinh, cho nên vẫn luôn như nhìn nhà quê một dạng ánh mắt nhìn Tiêu Phàm. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm trong sân tòa này cực phẩm nguyên tinh tiểu sơn, triệt để rung động đến bọn họ. 5 ức, hay là 10 ức, đám người đã không cách nào tính ra, nhưng ngọn núi nhỏ này đồng dạng cực phẩm nguyên tinh, chí ít cũng có 10 ức trở lên. Ánh mắt rất nhiều người nóng rực, hận không thể lập tức xông vào trong sân tranh đoạt, nhưng bọn hắn không thể không áp chế trong lòng dục hỏa. Nơi này chính là địa các, thiên hoàng thần các địa bàn, đừng nói bọn họ một chút tán tu, chính là thập đại gia tộc, thậm chí tam đại thế gia người, cũng không dám xông vào Tiêu Phàm trong sân trắng trợn cướp đoạt. Băng Như Hải sắc mặt tái xanh đáng sợ, hắn tự cho là xuất ra một ức cực phẩm nguyên tinh, liền có thể trấn trụ Tiêu Phàm. Thậm chí còn chào phúng Tiêu Phàm, đối phương ở trước mặt hắn, chẳng qua là một cái tên ăn mày đồng dạng nhân vật, vĩnh viễn cũng vô pháp cùng hắn cái này hoàng đế so sánh. Nhưng hiện tại, hắn rốt cục phát hiện, Tiêu Phàm là hoàng đế, hắn mới là tên ăn mày. Loại cảm giác này, để Băng Như Hải vô cùng khó chịu. Dựa vào cái gì, hắn nhưng là băng gia dòng chính đệ tử, thế nhưng căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm nguyên tinh a. Tiểu tử này, chỉ bất quá thái cổ thần giới nhà quê mà thôi, làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy cực phẩm nguyên tinh. Không chỉ Băng Như Hải không tin, ở đây tu sĩ cũng không tin. Nhưng bọn họ nhiều như vậy sảng khoái con mắt, đều tận mắt thấy nhiều như vậy nguyên tinh, lại tại sao có thể là giả đây? Kia là cái gì ngoạn ý, chúng ta liền đánh cược nhỏ một lần, 10 ức cực phẩm nguyên tinh, làm sao? Tiêu Phàm thanh âm đạm mạc vang lên. Kia là cái gì ngoạn ý? Đám người khóe miệng một trận co rúm, đây chính là thiên tài Băng Như Hải, đến trong miệng ngươi, lại trở thành cái gì đồ chơi? Trên thực tế, Tiêu Phàm thật đúng là không nhớ kỹ Băng Như Hải danh tự, một người chết mà thôi, hắn có tất yếu nhớ kỹ sao? Nếu như mỗi cái chết ở trên tay hắn người, đều muốn nhớ kỹ danh tự, đây chẳng phải là quá mệt mỏi. Băng Như Hải kém chút phun ra một ngụm lão huyết, 10 ức cực phẩm nguyên tinh a, coi như bán hắn đi, hắn cũng không lấy ra được a. Cái này đâu chỉ đánh cược nhỏ một lần, quả thực so cược mệnh càng thêm khủng bố. Thế nhưng là, lúc này, hắn có thể đủ lùi bước sao? Tuyệt đối không thể, nhiều người như vậy còn nhìn xem hắn đây, nếu như mặt mày xám xịt rời đi, về sau hắn Băng Như Hải, cũng sẽ không cần lăn lộn. Thế nhưng là, không rời đi, hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên tinh a. Đột nhiên, Băng Như Hải trong đầu linh quang lóe lên, nhìn bốn phía tu sĩ nói, các vị, băng mỗ hôm nay chưa mang đủ nguyên tinh, các vị nếu như tin tưởng băng mỗ, hy vọng các vị có thể mượn một chút nguyên tinh. Đám người dục dịch, bọn họ rất muốn diệt Tiêu Phàm uy phong, thế nhưng là, cái này nguyên tinh số lượng cũng không nhỏ a, không một chút chỗ tốt, bọn họ cho mượn đi, vạn nhất không cầm về được đây. Cũng không phải sợ Băng Như Hải thua, mà là lo lắng Băng Như Hải đem những cái này nguyên tinh nuốt. Băng Như Hải biết rõ, những người này là không gặp con thỏ không vung ưng, lại nói các vị cho ta mượn bao nhiêu nguyên tinh, bản tọa thắng những cái này nguyên tinh, đến lúc đó trả lại mọi người bao nhiêu nguyên tinh, băng mỗ nói lời giữ lời, cho mọi người lập một cái chứng từ. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức xôi trào. Băng thiếu, ta đây có 1.000 vạn cực phẩm nguyên tinh, chứng từ coi như xong. Ta đây có 1.300 vạn, đa tạ băng thiếu. Ta cũng mượn 500 vạn cho băng thiếu tạm thời dùng một chút, đa tạ băng thiếu cho ta thắng tiền. Bốn phía thiên hoàng tu sĩ nhao nhao đứng dậy, cái này cũng 1.000 vạn, vậy cũng mấy trăm vạn, 10 ức cực phẩm nguyên tinh rất nhanh liền gọp đủ, hơn nữa còn có nhiều. Thậm chí, có chút thái cổ thần giới tu sĩ đều dục dịch, kém chút mượn nguyên tinh cho Băng Như Hải. Băng Như Hải thế nhưng là địa bảng người thứ 19, hơn nữa còn là 3 tháng trước thành tích, mượn hắn nguyên tinh. Trên cơ bản chính là vô cớ kiếm, ai lại không cho mượn đây? Thật lâu, Băng Như Hải rốt cục chỉnh lý tốt mượn lấy nguyên tinh, cũng từng cái cho bốn phía thiên hoang tu sĩ lập chứng từ, hiệu suất rất nhanh. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết chết Tiêu Phàm, dù cho không thể được đến nguyên tinh cũng không để ý. Cuối cùng, hắn thô sơ giản lược quét một lần, lấy được nguyên tinh, vậy mà nhiều đến 15 ức, tăng thêm hắn một ức cực phẩm nguyên tinh, dòng giã có 16 ức. 16 ức a, đây chính là thiên văn sổ tự. Dù cho đại bộ phận thượng phẩm thánh tôn, cũng chưa chắc có thể cầm được ra nhiều như vậy cực phẩm nguyên tinh,
lại càng không cần phải nói thánh đế cảnh tu sĩ. Đánh cược, chân chính đánh cược, bất quá, Băng Như Hải lại là nhíu mày, hắn nếu như thắng Tiêu Phàm, chẳng phải là muốn bồi thường nhiều năm ức cực phẩm nguyên tinh. Hắn không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đáp ứng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ta đây có 16 ức cực phẩm nguyên tinh, người dám hay không đón lấy. Băng Như Hải nói xong, trên mặt mang nồng nặc vẻ đắc ý. Tiểu tử ngươi không phải mới vừa một bộ ăn chắc ta dáng vẻ sao, hiện tại lão tử đưa ngươi một quân, nhìn ngươi chết hay không. Ngươi có thể xuất ra 10 ức cực phẩm nguyên tinh, đã là cực hạn của ngươi a. Hiện tại ta chỗ này dòng giã có 16 ức, 16 ức a, ngươi có thể lấy ra sao? Có thể, Tiêu Phàm gật gật đầu, phất tay, lại có bó lớn nguyên tinh chiếu xuống mà ra, hắn trong sân cũng đã gần không chưa nổi, Tiêu Phàm bố trí một cái trận pháp, chặn lại nguyên tinh tiêu tán. Băng Như Hải đám người thấy thế, thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Bọn họ lúc này mới nhớ tới Tiêu Phàm trước đó nói câu nói kia, 10 ức cực phẩm nguyên tinh, cũng chỉ là đánh cược nhỏ mà thôi. Nguyên lai hắn thật cầm giữ có vô số đếm không hết cực phẩm nguyên tinh a, nếu như phải lớn đánh cược, lại phải cược bao nhiêu nguyên tinh đây? Bất quá rất nhanh, đám người lại lộ ra vẻ kích động. Tiêu Phàm xuất ra 16 ức nguyên tinh, vậy thì như thế nào? Chỉ cần hắn bị Băng Như Hải giết chết, những cái này nguyên tinh đều là bọn họ. Sinh tử đài, ký giấy sinh tử, Băng Như Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn xác thực rất phẫn nộ. Giết chết Tiêu Phàm chỉ là một chuyện dễ dàng mà thôi, nhưng hắn kết quả là, vẻn vẹn thu hoạch một ức nguyên tinh, mặt khác nguyên tinh, đều muốn đưa cho xem trò vui những người khác. Phải biết, đây chính là 16 ức nguyên tinh a, hắn lại làm sao có thể tùy tiện chắp tay nhường cho người đây. Bất quá nghĩ đến chính hắn căn bản không có nhiều như vậy cực phẩm nguyên thạch xem như vốn đánh bạc, nếu như không phải những người này ủng hộ, hắn căn bản không có khả năng mở ra một trận chiến này, nghĩ tới đây. Hắn liền bình thường trở lại. Chờ một chút, Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Làm sao, người hối hận? Băng Như Hải cười lạnh, nếu như Tiêu Phàm dám hối hận, bọn họ những người này, tuyệt đối sẽ để Tiêu Phàm sống không bằng chết. Đến lúc đó tất cả mọi người cùng nhau tức giận, dù cho xông vào Tiêu Phàm tiểu viện, diệt đi Tiêu Phàm, cướp sạch hắn nguyên tinh, đoán chừng địa các cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, Pháp không trách chúng. Ngươi lại suy nghĩ nhiều, ta chỉ là sợ ngươi hối hận mà thôi. Tiêu Phàm như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Băng Như Hải, người Băng gia thế nhưng là thập đại gia tộc, sau lưng ta lại là không có cái gì, ta nếu giết ngươi, Băng gia tìm ta báo thù đây. Giết ta, Băng Như Hải tựa như nghe được chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời tùy tiện cười to, Bằng ngươi cũng có thể giết ta. Vậy cũng chưa chắc, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, bất quá, ta cần một cái công chính người. Thay ta chủ trì trận này đánh cược. Ngươi muốn ai chủ trì? Băng Như Hải đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Một người chết, liền đưa ra một cái như vậy tâm nguyện nho nhỏ, tác thành cho hắn lại như thế nào đây? Ta tới làm sao? Băng Như Hải thoại âm vừa dứt, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, một cỗ nhàn nhạt uy áp quét sạch toàn trường. Rất nhiều người nghe được thanh âm này, toàn thân run lên, ngay sau đó ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía một cái phương hướng. Lại là nhìn thấy một cái hắc bào lão giả đạp không mà tới. Bái kiến các chủ, không ít tu sĩ thấy thế, nhao nhao quỳ một chân trên đất, cung kính bái nói. Gặp qua Long các chủ, Băng Như Hải thở sâu, hơi hơi thi lễ. Hắn cũng không nghĩ đến, thân làm địa các chủ Long Vân, vậy mà lại tự mình đến, thay hai người bọn họ chủ trì cuộc quyết đấu này. Xin ra mắt tiền bối, Tiêu Phàm nhìn thấy Long Vân thời khắc, cũng là hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn sớm đã đoán được Long Vân thân phận, nhưng chân chính biết được Long Vân là thiên hoang thần các địa các chủ, hắn nội tâm vẫn là có chút kinh ngạc. Hơn nữa, hắn nghĩ muốn cho hắn chỗ dựa người, cũng đúng lúc là Long Vân, chỉ là hắn không nghĩ tới Long Vân vậy mà lại chủ động xuất hiện. Long Vân thần sắc như thường, tựa như không biết Tiêu Phàm đồng dạng, nhàn nhạt quét mắt toàn trường nói, đều đứng lên đi. Lão đại, lúc này... Thí thần cùng Tà Vũ bọn họ cũng nghe tin chạy đến, thí thần nhìn thấy Long Vân thời khắc, cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn nhưng là nghe Tiêu Phàm nói qua Long Vân giúp một tay sự tình, hiện tại Long Vân chủ động cho Tiêu Phàm chủ trì sinh tử đấu, cũng hẳn là không nghĩ Tiêu Phàm bị người khi dễ ý tứ. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là cho thí thần một ánh mắt, nhưng hắn an tâm chớ vội.
các ngươi đều là ta Địa Các đệ tử, xem như các chủ, không nguyện các ngươi sinh tử đấu, các ngươi có thể nghe lão hủ một khuyên. Long Vân nhìn một chút Tiêu Phàm, lại nhìn một chút Băng Như Hải nói. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, liền bị Băng Như Hải cắt ngang, các chủ, ngươi là đến chủ trì sinh tử đấu, không phải muốn ngươi tới khuyên can. Là cá nhân đều có thể nghe ra Băng Như Hải trong lời nói đối Long Vân không có bao nhiêu kính ý, điểm này để Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Trước kia hắn không biết Long Vân thân phận, nhưng tiến vào Thiên Hoang về sau, hắn đối Thiên Hoang thế lực cũng có hiểu biết. Long Vân cũng hẳn là thập đại gia tộc Long gia người mới đúng, hơn nữa hắn vẫn là Thiên Hoang thần các Địa Các các chủ, địa vị xa không phải Băng Như Hải có thể so sánh mới đúng a. Nhưng Băng Như Hải lại dám dạng này cùng Long Vân nói chuyện, cái này quá không bình thường. Long Vân nghe vậy, chỉ là nhíu mày mà thôi, nói, đã như vậy, cái kia ký giấy sinh tử a, trên sinh tử đài không sinh tử, ân cũng sạch đến oán cũng sạch. Nói xong, Long Vân tại chỗ viết một phần sinh tử hiệp nghị, chỉ cần ký danh tự, trên sinh tử đài sinh tử tự phụ, hai người thế lực sau lưng, ai cũng không thể cho đối phương báo thù. Đương nhiên, ở Băng Như Hải chờ Thiên Hoang tu sĩ xem ra, Tiêu Phàm chẳng qua là một cái thái cổ thần giới người mà thôi, phía sau cũng không có thế lực nào. Chỉ có Long Vân biết rõ, Tiêu Phàm không chỉ có bối cảnh, hơn nữa còn lớn đến đáng sợ. Sinh tử hiệp nghị một thức ba phần, Băng Như Hải lưu loát ký ba cái danh tự, cũng đánh lên mệnh cách của mình ấn ký. Làm Tiêu Phàm chuẩn bị ký tên thời điểm, Long Vân đột nhiên cho Tiêu Phàm truyền âm nói, tiểu hữu, người xác định có thể chiến thắng Băng Như Hải. Tiêu Phàm minh bạch Long Vân ý tứ, nếu như hắn thua, Long Vân cũng không thể tránh được. Nhưng nếu là hắn thắng, Băng gia cũng không làm gì được hắn Tiêu Phàm. Tiền bối yên tâm, Tiêu Phàm không ngẩng đầu truyền âm nói, sau đó ở sinh tử hiệp nghị bên trên ký xuống tên của mình. Long Vân xem như công chứng viên, cũng đang phía trên ký xuống tên của hắn, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Băng Như Hải nói, cùng lão hủ tiến về sinh tử đài. Dứt lời, Long Vân thu hồi 36 ức nguyên tinh, liền đạp không mà lên, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người xuất hiện ở Địa Các bên ngoài trên quảng trường cực lớn. Theo Long Vân ra lệnh một tiếng, quảng trường bỗng rung rung, sau đó một cái to lớn đài cao từ mặt đất dâng lên, đài cao chung quanh, bắn ra từng đạo kình thiên quang trụ, vây quanh bên cạnh đài cao. Xa xa nhìn tới, cái này sinh tử đài, cùng lúc trước vạn tộc đổ vực trận chiến lôi đài có chút tương tự, chỉ bất quá trước mắt cái này sinh tử đài nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có phương viên 500 trượng lớn nhỏ. Đương nhiên, cái này đã 10 điểm minh mông, chỉ là đối với thánh đế cảnh chiến trường mà nói, lộ ra không có ý nghĩa mà thôi. Nơi đây động tĩnh khổng lồ, trong nháy mắt hấp dẫn không ít mặt khác Thiên Hoang thần các tu sĩ lực chú ý, vô số tu sĩ nhao nhao hướng về nơi đây bay tới. Chỉ chốc lát sau, sinh tử đài bốn phía, liền bị vây chật như nêm cối, vô luận mặt đất, vẫn là trên trời. Long Vân đứng ở sinh tử đài bên trong, hai bên đứng đấy Tiêu Phàm cùng Băng Như Hải. Sinh tử đấu quy củ, còn cần lão hủ nhiều lời sao? Long Vân trầm giọng nói. Nhìn thấy hai người lắc đầu, hắn lúc này mới lên tiếng nói, hiện tại, ta tuyên bố, sinh tử đấu bắt đầu. Long Vân thoại âm vừa dứt, người đã xuất hiện ở sinh tử đài bên ngoài. Cùng lúc đó, trên sinh tử đài quang trụ trùng thiên, vây chật như nêm cối, dù cho thánh tôn cảnh, cũng không phá hư được. Tiểu tử kia là ai, dám cùng Băng Như Hải sinh tử đấu? Không biết, nghe nói tiểu tử kia rất ngông cuồng, hơn nữa còn là thái cổ thần giới người. Hai tháng trước kêu gào Thiên Hoang Địa Các tất cả mọi người. Ta đi, chẳng lẽ là cái mãnh nhân, bất quá thái cổ thần giới tu sĩ thực lực tổng hợp không được tốt lắm a. Bốn phía tu sĩ nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm rốt cuộc là dũng khí từ đâu tới, dám cùng Băng Như Hải sinh tử đấu. Đây quả thực là tự tìm đường chết a. Trên sinh tử đài, Tiêu Phàm cùng Băng Như Hải đều cũng không vội vã động thủ, thậm chí hai người hoàn toàn đứng ở cái kia không nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi có thể có cái gì di ngôn? Con người của ta rất hiền lành, sẽ đem di ngôn của ngươi tự mình nói cho ngươi thân bằng hảo hữu. Băng Như Hải nhe răng cười nói. Hiện tại, hắn rốt cục không sợ Tiêu Phàm chạy trốn, chỉ cần đi vào sinh tử đấu, liền đã định trước Tiêu Phàm là một người chết. Hy vọng ngươi kiếp sau có cơ hội trùng sinh làm người mà nói,
không cần nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. Tự tìm cái chết, Băng Như Hải không nghĩ tới Tiêu Phàm sắp chết đến nơi còn con vịt chết mạnh miệng. Một tiếng quát chói tai, Băng Như Hải xòe bàn tay ra, một chuôi lam sắc bảo đao xuất hiện trong tay hắn, bỗng nhiên lăng không chém một cái. Tạch 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 một đạo băng tinh kiếm khí nộ quyển mà ra, những nơi đi qua, hư không tất cả đều bị đông kết thành hàn băng, hơn nữa không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Vẻn vẹn một hơi không đến thời gian, trên sinh tử đài trừ bỏ Băng Như Hải quanh thân ba trượng phạm vi bên trong, địa phương khác toàn bộ bị băng tinh lấp đầy. Không có ý nghĩa, liền bị miểu sát, mất hứng, có người chửi nhỏ một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đến tham quan không chỉ có địa các tu sĩ, còn có thiên các, thậm chí thánh các người, dù sao, cái này sinh tử đài liền là ở địa các phía trước quảng trường phía trên. Bọn họ thân làm bán bộ thánh tôn cảnh, thậm chí thánh tôn cảnh, thế nhưng là rất ít chú ý cấp thấp tu sĩ chiến đấu. Cũng chỉ có sinh tử đấu, mới có thể miễn cưỡng câu lên hứng thú của bọn hắn. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, trận này sinh tử đấu đơn giản như vậy, tốc độ liền kết thúc. Hoàn toàn chính là lãng phí thời gian của bọn hắn. Rất nhiều người trong lòng hối hận, sớm biết vừa mới liền không nên tới. Những người này không tiếp tục nhìn nhiều sinh tử đài một cái, mà là quay người rời đi. Hoa, nhưng mà, cũng coi như bọn họ vừa mới quay người thời khắc, còn lại xem cuộc chiến tu sĩ, đột nhiên lên tiếng kinh hô, xôn xao không thôi. Những cái kia xoay người tu sĩ không biết vì sao, nhưng là bản năng quay người nhìn tới. Lại là nhìn thấy để bọn hắn cả một đời khó quên hình ảnh. Chỉ thấy trên sinh tử đài, hai đạo bóng người tương ngộ đối chỉ, một người trong đó, tay cầm trường kiếm, trực tiếp chui vào một người khác mi tâm, một người khác trên mặt lộ ra thống khổ và tuyệt vọng. Mà tay cầm trường kiếm người, thì là khuôn mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Chủ yếu nhất là, bị trường kiếm đâm trúng mi tâm người, dĩ nhiên là Băng Như Hải, mà tay cầm trường kiếm người. Dĩ nhiên là bọn họ cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Tiêu Phàm. Vừa mới xảy ra cái gì? Có thánh tôn cảnh cường giả kinh hô, trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem trên sinh tử đài. Người này chính là vừa mới quay người chuẩn bị rời đi người bên trong một cái, chính là cái kia xoay người một cái, nhưng hắn bỏ qua đặc sắc tuyệt luân một màn. Bọn họ hoàn toàn không biết, Tiêu Phàm là như thế nào tránh thoát Băng Như Hải tuyệt sát một đòn, hơn nữa phản sát Băng Như Hải. Kỳ thật không chỉ đám bọn hắn không biết, ngay cả hướng về sinh tử đài quan sát những tu sĩ kia cũng không rõ ràng. Tiêu Phàm chính là trống rỗng xuất hiện, dường như thuấn di, không đúng, hẳn là so thuấn di còn nhanh chóng hơn, tấn mãnh. Ở tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Phàm bị Băng Như Hải băng tinh chi kiếm một kiếm gạt bỏ thời khắc, Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa, trực tiếp một kiếm đâm vào Băng Như Hải mi tâm. Một kiếm này, nhanh đến Băng Như Hải đều phản ứng không kịp. Nếu như nói, ở đây còn có ai thấy rõ, cái kia chỉ có Long Vân. Giờ phút này, cái kia đục ngầu con ngươi, cũng đột nhiên chán phóng ánh sáng nóng rực, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng run giọng không thôi, thời không Na-di, hắn vậy mà nắm giữ thời không Na-di. Cũng khó trách Long Vân khiếp sợ như vậy, phải biết, thời không Na-di, chỉ có lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực thánh tôn cảnh, mới có cơ hội lĩnh ngộ ra đến A. Cho dù là thân pháp cũng là như thế, những cái kia thân pháp, kỳ thật đã không thể đơn thuần gọi là thân pháp, mà là bản nguyên tuyệt kỹ. Không sai, thời không Na-di thiểm chính là một loại bản nguyên tuyệt kỹ, đây cũng là Tiêu Phàm khó có thể lĩnh ngộ nguyên nhân. Nhưng là đồng dạng chính là bởi vì thời không Na-di thiểm là bản nguyên tuyệt kỹ, Tiêu Phàm sử dụng thời không nguyên tuyền bên trong thời không bổn nguyên lực lượng, một lần liền lĩnh ngộ đệ nhất trọng tiểu thời không. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là đệ nhất trọng, nhưng nhường hắn ứng phó một cái nho nhỏ thánh đế cảnh đỉnh phong, đã dư xài. Huống chi, nói câu khó nghe, lấy Tiêu Phàm thực lực, cho dù không cần thời không Na-di thiểm, cũng sẽ không thua với Băng Như Hải. Chỉ là thi triển tiểu thời không, miểu sát Băng Như Hải, mới có thể càng thêm rung động. Mà Tiêu Phàm, muốn đúng là loại hiệu quả này. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Bọn họ không chỉ sợ hãi Tiêu Phàm miểu sát Băng Như Hải, càng thêm sợ hãi bản thân vậy mà không thấy rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào xuất hiện ở Băng Như Hải trước người. Đây chính là địa bảng xếp hạng thứ 19 nhân vật A, cũng không phải cái gì cặn bã.
Nhưng mà, Băng Như Hải liền phản ứng đều không phản ứng kịp, liền đã bị giết, cái này khiến đám người làm sao không kinh hãi. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, chỉ chốc lát sau mới hoàn toàn xôn xao, giống như sôi trào nước sôi một dạng. Lão đại mạnh như vậy, thí thần kinh ngạc nói. Hắn biết rõ Tiêu Phàm rất lợi hại, có thể thực lực, đã vượt qua dự liệu của hắn. Mười mấy ức nguyên tinh, liền tới tay, Tà Vũ bĩu môi, vẻ mặt dáng vẻ không phục. Nếu để cho người nghe nói như thế, đoán chừng sẽ buồn bực thổ huyết, thì ra, người căn bản không có bị Tiêu Phàm thực lực kinh ngạc đến a. Các ngươi nói, hắn đến cùng có dám hay không giết Băng Như Hải? Hắn đã giết Băng Như Hải, Băng gia có lẽ mặt ngoài sẽ không làm khó hắn, nhưng là vụng trộm, giết chết hắn còn không như chơi đùa. Nếu như hắn nếu không muốn chết, khẳng định không dám động thủ giết chết Băng Như Hải. Nếu như Băng Như Hải chết rồi, vậy chúng ta cực phẩm nguyên tinh đây. Yên tâm, Tiêu Phàm không dám giết chết Băng Như Hải, chỉ cần Băng Như Hải bất tử, Tiêu Phàm liền không có thắng, chúng ta nguyên tinh, vẫn là chúng ta, dù sao. Băng Như Hải là chắc chắn sẽ không đầu hàng, hơn nữa cho dù hắn đầu hàng, Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể buông tha hắn. Bốn phía tu sĩ người một lời, ta một câu, thiên hoàng tu sĩ căn bản không quan tâm Băng Như Hải sinh tử, ngược lại càng thêm quan tâm bản thân cho mượn nguyên tinh. Sau một hồi lâu, đám người mới khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía trên sinh tử đài. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một mực không nhúc nhích. Mà Băng Như Hải toàn thân sinh cơ nhanh chóng xói mòn, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Hắn có lẽ cũng cảm nhận được sợ hãi tử vong, kém chút cứt đái cùng lưu, hắn sở hữu kiêu ngạo, tự phụ, giờ phút này bị Tiêu Phàm một kiếm đánh nát bấy. Đừng, đừng giết ta! Băng Như Hải tất cả hoảng hốt, cuối cùng hóa thành mấy chữ, run rẩy nói ra. Băng Như Hải thanh âm rất nhỏ, nhưng ở đây đều là thánh đế cảnh, thậm chí thánh tôn cảnh. Ai lại nghe không đến hắn lời nói đây? Chẳng ai ngờ rằng, Băng Như Hải sẽ bại triệt để như vậy, hơn nữa liền sau cùng tôn nghiêm đều ném. Hắn vậy mà xin khoan dung, đây chính là trên sinh tử đài sinh tử đấu a, người xin khoan dung lại có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm sẽ bỏ qua ngươi sao? Theo bọn hắn nghĩ, cái này là không thể nào. Tất nhiên Tiêu Phàm nguyện ý cùng hắn ký kết sinh tử đấu, liền đã làm tốt giết Băng Như Hải quyết định. Bởi vì Băng Như Hải chết ở trên sinh tử đài, Băng gia cũng không dám trắng trợn tìm hắn để gây sự. Nhưng mà, ai cũng đoán không được Tiêu Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy hắn quay đầu đột nhiên nhìn về phía trận này sinh tử đấu công chính người chủ trì Long Vân, hỏi tiền bối, ta có thể tha hắn sao? Ách, Long Vân hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà không có giết Băng Như Hải ý tứ. Chẳng lẽ Tiêu Phàm e ngại Băng gia? Long Vân trước tiên bỏ ý nghĩ này, hắn lại biết Tiêu Phàm làm người, lúc trước vừa mới đột phá thánh đế cảnh, đánh mặt bán bộ thánh tôn cảnh hoang nguyên cực đều không sợ. Bây giờ hắn có thể quang minh chính đại giết chết Băng Như Hải, lại làm sao có thể e ngại đây? Có thể, Long Vân không biết Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, bất quá vẫn là như thực nói ra. Sinh tử đấu sở dĩ xưng là sinh tử đấu, là phe thắng lợi, có quyền lực giết chết phe bại, dù cho phe bại đầu hàng. Phe thắng lợi cũng có thể không tiếp thụ đầu hàng. Nhưng là, nếu như phe thắng lợi, đều nguyện ý không giết phe bại, đó là có thể lưu lại đối phương tính mệnh. Thiết, ta còn tưởng tiểu tử này như bức giường nào, nguyên lai cũng là thứ hèn nhát. Băng gia thế nhưng là thập đại gia tộc một trong, Băng Như Hải cũng coi là Băng gia dòng chính thiên tài, ai lại dám tùy tiện giết hắn đây. Đúng vậy a, cho dù Băng Như Hải chết ở trên sinh tử đài. Băng gia người bên ngoài không tìm hắn gây phiền phức, nhưng là vụng trộm đây. Mỗi ngày đều có không ít người chết ở ma quật bên trong. Đám người thấy thế, lại bắt đầu trào phúng lên. Có ít người càng là bắt đầu não bổ, cho rằng Tiêu Phàm là e ngại Băng gia, cho nên không dám giết chết Băng Như Hải. Lão đại đây là ý gì, chẳng lẽ hắn thật đúng là chuẩn bị tha Băng Như Hải? Thí thần đều có chút không tin. Những người này... Nếu như nói ai đối Tiêu Phàm hiểu rõ nhất, tuyệt đối là hắn không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, hắn cũng có chút không hiểu Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, bất quá hắn vẫn như cũ tin tưởng, Tiêu Phàm cho dù buông tha Băng Như Hải, cũng tuyệt đối là nhường hắn sống không bằng chết. Trên sinh tử đài, Tiêu Phàm cười nhạt nhìn xem Băng Như Hải, Băng Như Hải nhìn thấy Tiêu Phàm không giết hắn, trong lòng cuồng hỉ, thiếu chút nữa thì muốn quỳ xuống lạy tạ tha mạng, đa tạ.
không cần cảm ơn ta. Tiêu Phàm vẫn không có rút trường kiếm về, mà là âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng có mấy chuyện ngươi phải đáp ứng, ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải là có hại đạo đức sự tình. Băng Như Hải đầu giống như gà con mổ thóc đồng dạng, vì sống sót, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Trận này sinh tử đấu, ngươi thua, có chơi có chịu, ngươi muốn ở trước mặt tất cả mọi người nói lớn tiếng ra. Tiêu Phàm cười nói, làm một cái thủ hiệu mời. Băng Như Hải nghe vậy, hoàn toàn không có nửa điểm do dự, miễn cưỡng vận chuyển thể nội nguyên lực, quát to, trận chiến này, ta thua, có chơi có chịu, 16 ức cực phẩm nguyên tinh cùng 10 vạn công huân điểm, ta nguyện ý hai tay dâng lên. Băng Như Hải thanh âm truyền khắp toàn trường, đám người nghe nói như thế, tất cả đều lộ ra xem thường. Ở mười mấy hơi thở trước đó, Băng Như Hải vẫn là bọn hắn anh hùng, nhân vật thiên kiêu, cao không thể chạm, nhưng chỉ một lát sau, liền bị đám người đã dẫm vào lòng bàn chân. Mặt khác, người mượn 15 ức cực phẩm nguyên tinh, người Băng Như Hải nguyện ý một mình gánh chịu. Tiêu Phàm lại nói, người yên tâm, ta mượn 15 ức cực phẩm nguyên tinh, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Băng Như Hải không có nửa điểm do dự. Lời này vừa nói ra, những cái kia đem nguyên tinh cho Băng Như Hải tu sĩ, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Băng Như Hải thua. Nguyên bản bọn họ cho là mình nguyên tinh cũng thua, nhưng bây giờ vậy mà phong hồi lộ chuyển, để bọn hắn làm sao không kích động đây. Thậm chí, rất nhiều thiên hoang tu sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng không giống nhau, có vẻ như tiểu tử này cũng không có chán ghét như vậy à. Lúc này, còn vì bọn họ suy nghĩ. Chỉ có số ít người trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm vì sao không giết Băng Như Hải, đây chính là 15 ức nguyên tinh à. Băng Như Hải cái mạng này, đều chưa hẳn giá trị 15 ức a. Băng Như Hải chết cũng đã chết, xong hết mọi chuyện, cái kia 15 ức cực phẩm nguyên tinh cũng đổ xuống sông xuống biển. Nhưng nếu như Băng Như Hải sống sót, Băng Như Hải nhưng là muốn trả lại người khác 15 ức nguyên tinh a. Nếu như Băng Như Hải không lấy ra được, những cái này nguyên tinh lại từ đâu bên trong lấy ra đây? Nhất định là Băng gia. Băng gia thân làm thập đại gia tộc một trong. Khẳng định không dám mượn tiền không trả, chuyện này đối với bọn hắn gia tộc danh dự là một cái đả kích không nhỏ. Mà Băng gia nếu như vì Băng Như Hải trả nợ, không thì tương đương với Tiêu Phàm hung hăng đánh Băng gia mặt sao? Ai nói Tiêu Phàm sợ hãi Băng gia? Đi ngươi nha, tiểu tử này giờ phút này liền đã tính toán Băng gia, chỉ là hắn cảm thấy Băng Như Hải đầu này nát mệnh còn có chút tác dụng, cho nên lựa chọn không giết hắn mà thôi. Không sai, đã như vậy. Tha cho ngươi một cái mạng chó. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, bỗng nhiên rút trường kiếm về, máu tươi từ Băng Như Hải mi tâm bắn ra. Băng Như Hải sắc mặt tái nhợt, Tiêu Phàm một kiếm này không chỉ có riêng đâm xuyên qua mi tâm của hắn, còn thương tổn tới hắn linh hồn, không có một năm nữa năm thời gian và vô số thiên tài địa bảo, đều khó có khả năng khôi phục hoàn toàn. Nhìn thấy Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, Băng Như Hải nguyên bản sợ hãi hai mắt, đột nhiên trở nên sát khí nặng nề. Chết đi, bỗng nhiên, Băng Như Hải như một đầu bạo khởi đả thương người dã thú, một kiếm hung hăng hướng về Tiêu Phàm cái ót đâm tới. Lão đại, tiểu tâm, thí thần bỗng hét giận dữ một tiếng. Đám người cũng tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng Băng Như Hải vậy mà lại đánh lén Tiêu Phàm. Hắn vừa mới không phải tham sống sợ chết cầu xin tha thứ sao? Đám người rất nhanh lấy lại tinh thần. Băng Như Hải dĩ nhiên là cố ý cầu xin tha thứ, chỉ vì từ Tiêu Phàm một kiếm kia phía dưới sống sót, sau đó lại phản sát Tiêu Phàm. Giờ khắc này, thiên hoàng tu sĩ nhìn về phía Băng Như Hải ánh mắt lại tràn đầy kính sợ, đây là một cái cầm được thì cũng buông được ngoan nhân a. Mà Tiêu Phàm, lại buồn cười cho là mình thắng, quá ngây thơ. Phải biết, đây chính là sinh tử đấu, miệng nhận thua là tùy thời có thể lật đổ. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, Băng Như Hải lợi kiếm chui vào vừa mới xoay người Tiêu Phàm mi tâm, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ngu xuẩn, đây chính là sinh tử đấu, chỉ có một người tử vong, mới có thể kết thúc chiến đấu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đầu hàng sao. Nói xong, Băng Như Hải kiếm khí tung hoành, đem Tiêu Phàm thân thể trong nháy mắt xoắn nát, cái gì đều không lưu lại. Chết, đám người kinh ngạc hết sức, vừa mới còn mạnh mẽ như vậy Tiêu Phàm. Vậy mà trực tiếp bị miểu sát. Cái này đảo ngược mà thôi quá nhanh đi. Có ít người cảm thấy, Băng Như Hải thủ đoạn mặc dù hèn hạ, nhưng trên sinh tử đài, vốn chính là có thể không chừa thủ đoạn nào.
Tiêu Phàm cái chết, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá ngây thơ. Ngây thơ run rế, đáng chết. Băng Như Hải ngửa mặt lên trời cười lớn, cười có chút dữ tợn. Nhưng mà một khắc sau, tiếng cười của hắn đột nhiên ngừng lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cùng lúc đó, một đạo thở dài từ trong hư vô truyền đến, ai, lưu ngươi một mạng, vì sao không trân quý đây? Theo đạo kia tiếng thở dài vang lên, Băng Như Hải chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, linh hồn thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Lạnh lạnh, khủng bố, lòng bàn chân càng là cuồng bốc lên hơi lạnh, một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn. Hắn trước tiên muốn rút đi, còn không chờ hắn phóng ra bước chân, mấy đạo kiếm quang từ trong hư vô nộ xạ mà ra. Phốc phốc phốc, liên tiếp mấy tiếng giòn vang, Băng Như Hải gân chân cùng gân tay toàn bộ bị đánh gãy, hơn nữa còn là không thể phục hồi như cũ cái chủng loại kia. Mặt khác, hắn nguyên tuyển cùng nguyên lực hải cũng bị một kiếm đâm xuyên, phế bỏ hắn tu vi, cho dù băng ra đem hắn chữa cho tốt, không thấy nguyên lực hải Băng Như Hải tối đa cũng chỉ là đại đế cảnh tu vi. Đại đế cảnh tu vi, ở thiên hoang lại tính là cái gì đây? Run rế một dạng tồn tại, Băng Như Hải sụi lơ ở trên sinh tử đài, toàn thân nhuốm máu, một đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy ác độc oán hận. Giết ta, Băng Như Hải nhe răng trợn mắt, nhìn xem đứng ở trước mặt hắn thân ảnh, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Tiêu Phàm từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới Băng Như Hải sẽ dọa đến cứt đái cùng lưu, phải biết. Hắn nhưng là ở ma quật bên trong sờ bò lăn lộn lớn nhân vật. Có thể nói, Băng Như Hải từ nhỏ đã trải qua gió tanh mưa máu, bằng không cũng không khả năng trở thành địa bảng thứ 18 cường giả. Dạng người này, hắn không có khả năng tham sống sợ chết, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không tin hắn sẽ tham sống sợ chết. Kỳ thật không chỉ là Băng Như Hải, Tiêu Phàm tin tưởng, thiên hoàng đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ không sợ chết, chuẩn xác mà nói. Là tiến vào ma quật đã trải qua huyết cùng tử vong tẩy lễ người, chắc là sẽ không sợ chết. Bởi vậy, Tiêu Phàm vừa bắt đầu liền tương kế tự kế, nhận định Băng Như Hải sợ chết, cho hắn một cái cơ hội sống sót. Đương nhiên, cũng không phải là Tiêu Phàm không dám giết Băng Như Hải, mà là muốn Băng Như Hải sống sót gánh chịu cái kia 15 ức cực phẩm nguyên tinh nợ nần. Tiêu Phàm phế đi hắn tu vi, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn, thậm chí có thể nói sống không bằng chết. Giết hắn, cũng liền chết đi, băng gia vụng trộm sẽ còn báo thù cho hắn. Nhưng hiện tại phế đi hắn, hắn đối băng gia mà nói, chỉ là một loại sỉ nhục, băng gia đoán chừng đều hận không giết được hắn. Ngươi yên tâm, ta cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời, nói qua tha cho ngươi một mạng, liền sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiêu Phàm một cước đem Băng Như Hải đá ra sinh tử đài. Sau đó, Tiêu Phàm cũng đi theo nhảy xuống tới, nói tiền bối. Băng Như Hải đã thua, vãn bối có đức hiếu sinh, tạm thời thả hắn một mạng. Long Vân nghe vậy, trong lòng co lại. Hắn đột nhiên phát hiện, Tiêu Phàm không chỉ có tàn nhẫn, hơn nữa âm hiểm. Bất quá, hắn là đứng ở Tiêu Phàm nhất phương, vừa rồi Băng Như Hải trước mặt nhiều người như vậy nhận thua, cũng là thật, Long Vân đương nhiên sẽ không thật buộc Tiêu Phàm giết Băng Như Hải. Đây là các ngươi tiền đặt cược, Long Vân tiện tay quăng ra. Một mai càn khôn giới bay về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không khách khí, hiện tại, trên tay hắn cực phẩm nguyên tinh đã nhiều đến hơn 30 ức, đủ để cho hắn nổ chừng 30 tòa tam tinh ma thành. Đúng rồi, người còn thiếu nợ ta 10 vạn công huân điểm. Tiêu Phàm nhìn xem trên mặt đất giống như bùn nhão một dạng Băng Như Hải nói. Băng Như Hải hung tợn trừng mắt Tiêu Phàm, không nói một lời. Ngược lại là Long Vân có chút không nhìn nổi, nói ra. 10 vạn công huân điểm, quay đầu ta sẽ nhường người chuyển vào ngươi sổ sách. Vậy liền đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm chắp tay một cái, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà một khắc sau hắn tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn bốn phía tu sĩ nói, các vị, trước đó ta nói câu nói kia vẫn như cũ hữu hiệu, mang đủ nguyên tinh cùng công huân điểm là được. Thiên hoàng tu sĩ sắc mặt tái xanh, người khác đánh mặt, chỉ có thể phiến một bàn tay coi như xong. Nhưng Tiêu Phàm phiến một bàn tay về sau, còn muốn trên mặt đối phương hung hăng dẫm một cước, quả thực cực kỳ đáng hận. Mặt khác, một ức cũng không ý tứ, ta đem yêu cầu lại đề cao một điểm, 5 ức cực phẩm nguyên tinh, công huân điểm vẫn như cũ 10 vạn không thay đổi. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, sau đó nghênh ngang rời đi. Chỉ có tiếng cười lớn của hắn, vang vọng thật lâu tại hư không.
Thiên Hoàng rất nhiều tu sĩ tựa như cha mẹ chết một dạng khó chịu, hận không thể đem Tiêu Phàm hung hăng chà đạp một vạn lần. Thống khoái, thái cổ thần giới không ít tu sĩ trong lòng tự nói, tựa như đánh bại băng như hải chính là bọn hắn bản thân một dạng. Từ khi tiến vào Thiên Hoàng đến nay, địa vị của bọn hắn thẳng tắp hạ xuống, ở thái cổ thần giới, bọn họ dù sao cũng là một phương cự phách, thậm chí lão tổ. Nhưng đến Thiên Hoàng, bọn họ chỉ là tiểu binh người giống vậy vật, sống có chút bi ai. Thậm chí, ở Thiên Hoàng những cái kia 10 con em đại gia tộc trước mặt, bọn họ liền đầu cũng không ngẩng lên được. Hôm nay, Tiêu Phàm đại biểu cho thái cổ thần giới, ngay trước Thiên Hoàng thần các nhiều người như vậy mặt, đem Thiên Hoàng thiên tài dẫm ở dưới chân, cái này khiến bọn họ làm sao không thoải mái đây. Giờ phút này, cho dù Thiên Hoàng người cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm, kẻ này phách lối về phách lối, nhưng thực lực thật không phải bình thường. Liền địa bảng thứ 18 hắn đều có thể miểu sát, thực lực như vậy, chí ít cũng là địa bảng 10 vị trí đầu, không, 5 vị trí đầu rồi a hát. Người kia là ai, bậc này thực lực cùng thủ đoạn, đều không đơn giản a. Tựa như là thái cổ thần giới người, gọi là Tiêu Phàm, rất phách lối một người, bất quá thực lực rất mạnh. Liền băng như hải đều bị hắn đánh bại, thực lực có thể không mạnh sao? Đám người ngươi một lời ta một câu, rất nhiều người nhớ kỹ ngụ Tiêu Phàm dung mạo cùng danh tự. Có thể nói, bắt đầu từ hôm nay, Tiêu Phàm danh tiếng, đã bắt đầu truyền khắp địa các. Về phần băng như hải, vẫn như cũ thê lương ngã vào trong vũng máu, liền một cái đưa tay dìu hắn người đều không có. Thiên Hoàng chính là như vậy tàn khốc, người vinh quang vạn trượng thời điểm, vô số người thổi phồng, kính sợ. Làm ngươi nghèo túng thời điểm. Bọn họ không lên trước giẫm một cước, đã coi như là để mắt ngươi, mà dạng người này, cũng không nhiều, có ít người hận không thể đem ngươi vò vào trong nước bùn. Mà bây giờ, thì có một chút dạng người này. Băng như hải, đưa ta nguyên tinh, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt, đưa ta ngàn vạn cực phẩm nguyên tinh. Hắn đều đã phế, nơi nào còn có năng lực còn chúng ta nguyên tinh, bất quá hắn vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy đáp ứng. Không trả cũng phải trả, cùng lắm thì chúng ta lên băng ra. Đúng, đi băng ra, mọi người cùng nhau đi. Theo một cái tu sĩ giống to lên, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Trước đó băng như hải vì gom góp 10 ức cực phẩm nguyên tinh, dòng dã mượn hơn mấy trăm người, cuối cùng mặc dù góp 15 ức, nguyên bản hắn còn có chút mừng rỡ. Nhưng băng như hải như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này vậy mà lại trở thành hắn bùa đòi mạng. Băng như hải đối băng ra người 10 điểm lý giải, hiện tại hắn trở thành phế nhân, là không người nào nguyện ý quản hắn, lại càng không cần phải nói thay hắn trả lại cực phẩm nguyên tinh. Thậm chí hắn nghĩ tới một loại khả năng, Tiêu Phàm không có giết hắn, nhưng băng ra người thì chưa chắc. Bởi vì chỉ có hắn chết, cái kia 15 ức cực phẩm nguyên tinh nợ nần, mới có thể xong hết mọi chuyện. Trên quảng trường người chậm rãi rời đi, ngẫu nhiên có mấy bóng người đi qua. Tất cả khôi phục như thường, nhưng là không ai nhìn xem băng như hải một cái. Dường như tất cả mọi người đạt thành một loại ăn ý, để băng như hải tự sinh tự diệt. Lúc đến đêm khuya, yên lặng như tờ, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở băng như hải trước người, đối phương ăn mặc y phục dạ hành, thấy không rõ khuôn mặt. Băng như hải nhìn thấy cái này thân ảnh thời khắc, toàn thân khẽ run, hắn nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng một chữ đều không nói được. Khóe mắt hai hàng nước mắt bất chi bất giác chảy ra. Thiếu chủ sẽ báo thù cho ngươi. Bóng đen giơ tay chém xuống, trực tiếp giết chết băng như hải, tính cả thi thể của hắn đều hủy phải không còn một mảnh. Băng như hải chết rồi, ai cũng không biết hắn là chết như thế nào. Thậm chí ngay cả băng như hải chính mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới, Tiêu Phàm không có giết hắn, cuối cùng lại chết ở người một nhà trong tay. Không thể không nói, cái gọi là thiên tài. Ở mất đi thực lực về sau, vẫn như cũ chỉ là thật đáng buồn run rế. Tiêu Phàm trở lại chỗ ở, tiếp tục bế quan, không để ý đến bên ngoài thị phi. Nhưng mà, sáng sớm hôm sau, thí thần cùng Tà Vũ hai người tới cửa, thần sắc có chút sốt ruột. Cái gì, băng như hải chết, Tiêu Phàm híp hai mắt, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Đúng vậy a, liền thi thể đều biến mất, không có người biết là ai giết. Tà Vũ gật đầu nói. Bất quá theo ta suy đoán, có thể là băng ra ra tay. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng tán thành khả năng này. Băng như hải đã bị phế tu vi, còn thiếu 15 ức cực phẩm nguyên tinh,
đối với băng gia mà nói, hắn chẳng những không có bất kỳ giá trị gì, còn trở thành một loại vướng víu. Những người khác không dám giết băng như hải, cũng sẽ không bốc lên đắc tội băng gia nguy hiểm động đến hắn. Cho dù là băng như hải cừu nhân, cũng chỉ sẽ cảm thấy, băng như hải sống sót, không bằng chết rồi, đây mới thật là sống không bằng chết, lại làm sao có thể giết hắn, nhường hắn giải thoát đây. Cho nên, khả năng lớn nhất, chính là băng gia người tự mình ra tay. Băng gia người, thực sự là tâm ngoan a. Thí thần ánh mắt lập lòe. Bất quá Tiêu Phàm, người phải cẩn thận, người đánh bại băng như hải, để băng gia mất mặt, băng gia 8-9 phần 10 là sẽ không bỏ qua ngươi. Tà Vũ nhắc nhở nói. Chẳng lẽ bọn họ còn dám ở chỗ này động thủ hay sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Nếu như băng gia dám ở chỗ này giết hắn, vậy hắn Tiêu Phàm còn chơi một cái rắm, trực tiếp tự sát được. Thế thì sẽ không, nhưng là ngươi không thể một mực đợi ở thiên hoang, không tiến nhập ma quật a. Chỉ cần đi vào ma quật, băng gia người khẳng định có hay không bỏ qua ngươi. Tà Vũ lắc đầu nói. Dừng một chút, Tà Vũ lại nói, hơn nữa, ta lo lắng băng gia người sẽ đối người bên cạnh ngươi động thủ. Ngay cả người mình đều giết, băng gia người xác thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn đột nhiên phát hiện, thực lực mình còn chưa cường đại trước đó, không cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tiến đến là lựa chọn sáng suốt. Hắn chính là thiên đố chi nhân, cho dù đợi trong nhà, cũng sẽ đắc tội người khác, bây giờ thời gian ngắn như vậy, liền trêu chọc thiên hoang thập đại gia tộc một dạng tồn tại, tuyệt đối là họa không phải phúc. Địa các thi đấu trước đó, tận lực để Hiên Viên Trảm Thiên cùng Tử Thiên Y bọn họ đừng đi ma quật. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bọn họ sớm tại nửa tháng trước liền đi, thí thần biến sắc. Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người khoảng cách thánh đế cảnh hậu kỳ đều còn có cách xa một bước, muốn tĩnh tâm tu luyện, là rất khó đột phá cảnh giới cao hơn. Nhất là Hiên Viên Trảm Tiên, hắn nhưng là bất tử thần thể, chỉ có kinh lịch vô hạn tử vong, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Hai người cảm thấy mình cùng địa các thi đấu vô duyên, cho nên trực tiếp tiến về ma quật lịch luyện. Chờ bọn hắn trở về, để bọn hắn không nên đi. Tiêu Phàm sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm cũng đem Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người xem như người một nhà đối đãi, không muốn bọn họ hai người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đặc biệt là bởi vì hắn nguyên nhân. Băng gia nếu như biết hắn quan hệ nhân mạch, thật có khả năng đối Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y động thủ, dù sao thực lực của hai người bọn họ là yếu nhất. Tiểu tử, người không cần lo lắng, theo ta thấy. Lo lắng hẳn là băng gia người mới đúng. Lúc này, một bên nằm cửu U Ma Toan lười biếng cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm không hiểu, cửu U Ma Toan lại bổ sung một câu, người đừng quên, tiểu tử kia thế nhưng là thiên khí chi nhân, hắn nhưng là xui xẻo nhất người. Dựa theo lẽ thường mà nói, hắn hẳn là đã sớm yêu chiết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vận khí tốt, chiếm được âm dương huyền văn ấn dương ấn, sống đến nay. Còn đột phá đến thánh đế cảnh trung kỳ. Hắn đã qua chết hiểu niên kỳ, mặc dù hắn rất xúi quẩy, bị thượng thiên chán ghét mà vứt bỏ, nhưng hắn mệnh, lại cứng rắn đáng sợ, coi như tất cả mọi người bị hắn hố chết, hắn cũng có thể sẽ không chết. Nghe đến đây, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái. Bản thân cái này thiên đố chi nhân, là chuyên môn đưa cho chính mình chiêu địch nhân, mà Tử Thiên Y lại là thiên khí chi nhân, chuyên hố đi cùng với hắn người. Hoặc có lẽ là cùng hắn có qua cắt người. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao, phàm là để mắt tới các ngươi người, đều không mấy cái có thể sống sót, thực lực của chúng ta mạnh là một mặt, nhưng chủ yếu nhất, vẫn là hắn mệnh tương đối cứng rắn. Cửu U Ma Toan lại nói. Tiêu Phàm phát hiện, da mặt của hắn cũng càng ngày càng dày, cái gì gọi là thực lực chúng ta mạnh, chúng ta liền thánh tôn cảnh đều không phải là tốt ha, đặt ở tam tinh ma quật. Cơ bản chỉ là tiện tay có thể diệt người mà thôi. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là hết sức tán đồng cửu U Ma Toan lời nói. Cùng Tử Thiên Y ở cùng một chỗ, không chỉ có bọn hắn đối thủ xúi quẩy, chính bọn hắn cũng đổ nấm mốc, nhưng là tương đối mà nói, hay là đối tay càng xui xẻo. Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y cùng một chỗ sao? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía thí thần hỏi. Đúng vậy a, hai người bọn họ cùng một chỗ, thế nào? Thí thần vẻ mặt không hiểu. Không có gì, Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng lại là âm thầm thay Hiên Viên Trảm Tiên bóp một cái mồ hôi lạnh.
bất quá nghĩ đến Hiên Viên Trảm Tiên chính là bất tử thần thể, coi như bị Tử Thiên Y khắc chế, vậy cũng hẳn là sẽ không tùy tiện chết đi. Tiếp xuống cẩn thận băng ra, Tiêu Phàm trịnh trọng nói một câu. Thí thần cùng Tà Vũ hai người rời đi, Tiêu Phàm tiếp tục bế quan, khoảng cách địa các thi đấu còn có hơn 3 tháng thời gian, hắn không cách nào đột phá cảnh giới càng cao hơn, nhưng tăng cường một ít thực lực vẫn là có thể làm được. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn chuẩn bị cường hóa hắn mấy loại cổ thuật cùng cổ pháp, ở thánh đế cảnh thời điểm còn có thể miễn cưỡng dùng một chút. Nhưng mà, thời gian cũng không có Tiêu Phàm tưởng tượng bình tĩnh như vậy, mỗi qua 10 ngày nửa tháng, liền sẽ có địa bảng cường giả đến đây khiêu chiến. Chỉ là đã trải qua băng như hải sự tình về sau, tới khiêu chiến người, cũng không mấy cái dám theo Tiêu Phàm sinh tử đấu. Nhưng không ngoài dự tính, Tiêu Phàm chưa bao giờ thua qua một trận, mấy trận chiến đấu xuống tới, Tiêu Phàm đã tiến nhập địa bảng 10 hạng đầu, vừa lúc xếp tại người thứ 10. Ai cũng không ngờ tới, thái cổ thần giới vậy mà xuất hiện dạng này hắc mã. Bất quá Tà Vũ cũng có chút xui xẻo, khiêu chiến hắn, đều là hạng 30-40. Hơn nữa chỉ có 2-3 cái, hắn nghĩ muốn dương danh, cũng không có cơ hội. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Phàm một lần liền kiếm lời 5 ức nguyên tinh, hắn liền khí nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Phàm chiến một trận, hắn liền phải chiến 5 trận. Khi hắn tăng giá thời điểm, lại không có người tới khiêu chiến hắn. Mắt thấy địa các thi đấu càng ngày càng gần, địa các cũng biến thành 10 điểm kiềm chế, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, địa các bên trong đã có người đột phá cảnh giới càng cao hơn. Còn có 3 ngày, mắt thấy địa các thi đấu càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trong lòng cũng càng ngày càng mong đợi. Tiêu Phàm, đi ra hỗ trợ. Đột nhiên, ở ngoài viện truyền đến một tiếng kinh hô. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trong sân, khi hắn nhìn thấy trước người cách đó không xa hai đạo máu me đầm đìa thân ảnh lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Hai đạo bóng người không phải người khác, chính là Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên, hai người máu me khắp người. Da thịt nổ tung. Nhất là Tử Thiên Y, hắn càng là vô cùng thê thảm, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, bị Tà Vũ nhẹ nhàng để dưới đất. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi. 3 tháng trước, Tiêu Phàm còn lo lắng Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên an nguy. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y vậy mà thật bị thương, nhất là Tử Thiên Y, khoảng cách tử vong cũng chỉ có cách xa một bước. Đem Tử Thiên Y giao ra, không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, cửa ra vào truyền đến một tiếng quát chói tai, một cỗ cường đại khí tức, trực tiếp đem hắn tiểu viện bao vây. Cảm thụ được chung quanh người khí thế, Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành trở nên nặng nề. 10 cái thánh đế cảnh hậu kỳ, 5-6 cái thánh đế cảnh đỉnh phong, thực lực như vậy, Tiêu Phàm có lẽ không sợ. Nhưng là, những người này đều là địa các người A, hơn nữa còn xem như thực lực tương đối cường đại. Nhiều người như vậy tìm tới cửa, Tiêu Phàm cũng không thể giết hết bọn họ a. Nơi này là ta tiểu viện, các ngươi muốn chết phải không? Tiêu Phàm vẫn như cũ 10 điểm cường hoành. Những người này nếu là thật sự dám ở hắn trong sân động thủ đả thương người, Tiêu Phàm cũng không để ý giết một hai cái, chỉ cần ở Thiên Hoang Thần Các quy củ bên trong, ai cũng không làm gì được hắn. Tiêu Phàm, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là Tử Thiên Y hại chết chúng ta địa các mấy chục cái sư huynh đệ, ai cũng không giữ được hắn. Trong đó một cái thánh đế cảnh đỉnh phong nam tử mặc áo giáp đen sát khí nặng nề nói. Không thể nào, Tiêu Phàm trong lòng có loại dự cảm xấu, chẳng lẽ Tử Thiên Y thật hố chết người. Bản thân trước đó lo lắng sự tình, biến thành sự thật. Hắn chẳng qua là thánh đế cảnh hậu kỳ mà thôi, làm sao hại chết các ngươi mấy chục người. Các ngươi nói là hắn hại chết. Chứng cớ đâu, liền xem như hắn hại chết, vậy cũng hẳn là tử hình các xử trí. Tiêu Phàm không nhượng bộ chút nào. Những người kia mặc dù tức giận, nhưng là không dám mạnh mẽ xông tới, những ngày qua, Tiêu Phàm danh tiếng, đã để đại bộ phận tu sĩ nhớ kỹ. Cho dù ở phía xa ma quật tu sĩ, cũng có chút người nhận biết Tiêu Phàm, cái kia thánh đế cảnh đỉnh phong nam tử mặc áo giáp đen chính là một cái trong số đó. Nhìn thấy những người này an tĩnh lại, Tiêu Phàm lại nói, các hạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể hay không cụ thể nói một chút. Hừ, nam tử mặc áo giáp đen không nghĩ giải thích nhiều, đoán chừng hắn cũng không biết làm sao mở miệng. Hay là ta tới nói a? Máu me khắp người Hiên Viên Trảm Tiên đứng dậy, thần sắc hắn trắng bạch,
có chút suy yếu. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, Hiên Viên Trảm Tiên vậy mà khoảng cách Thánh Đế cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có cách xa một bước. Quả nhiên không hổ là bất tử thần thể, sau khi giác tỉnh, tiến bộ thần tốc. Hơn 3 tháng trước, ta và Tử Thiên Y hai người đi theo một đám người tiến nhập một cái nhất tinh ma quật. Hiên Viên Trảm Tiên thở sâu, êm tai nói. 3 tháng trước, hắn và Tử Thiên Y hai người tự giác địa các thi đấu vô duyên, liền tiến về ma quật lịch luyện, hai người cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ở địa các tiếp một cái nhiệm vụ. Thiên Hoàng Thần các nhiệm vụ, hoàn thành về sau, là có thể được tương ứng công huân điểm, bởi vậy đại bộ phận tiến vào ma quật người, đều sẽ sớm lựa chọn một chút nhiệm vụ. Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên hai người cũng là như thế, hơn nữa hai người tiếp nhận một cái so sánh đơn giản nhiệm vụ, kia liền là tiến về một cái nhất tinh ma quật, săn giết một loại đặc biệt dị ma, thu hoạch loại này dị ma xương cốt, giao về địa các. Nhiệm vụ này nói đơn giản, kỳ thật cũng không đơn giản. Bởi vì đây là một cái nhiều người nhiệm vụ, lúc ấy, đồng thời có 42 cái địa các tu sĩ lựa chọn nhiệm vụ này. Nghe đến đây, Tiêu Phàm trong lòng co lại, hắn đã nghĩ tới một loại khả năng, hơn nữa loại khả năng này có thể để người phun máu. Nhưng mà, sự thật cũng là như thế. 42 người hẹn xong tiến vào ma quật về sau, ở Thiên Hoang Thành chỉ tập hợp, sau đó cùng nhau đi tới cái kia dị ma lãnh địa, chuẩn bị trắng trợn đồ sát một phen. Thu hoạch dị ma xương cốt, hoàn thành địa các nhiệm vụ. 42 người đoàn thể, hơn nữa còn có không ít thánh đế cảnh đỉnh phong, bình thường mà nói, dù cho gặp gỡ 2-3 cái bán bộ thánh tôn cảnh, cũng là có thể một trận chiến. Nếu như Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên chỉ là yên lặng đi theo người đi đường này, vậy cũng cái gì đều sẽ không phát sinh. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lúc kia, Tử Thiên Y tự đề cử mình, nói mình là một cái thầy tướng số. Có thể xem bói một lần, một chuyến này có thuận lợi hay không. Những người khác nghe được Tử Thiên Y là thầy tướng số, nhao nhao lộ ra vẻ lấy lòng, dù cho ở thiên hoang, thầy tướng số cũng là cực kỳ thưa thớt. Thậm chí tất cả mọi người cảm thấy 10 điểm may mắn, một lần này làm nhiệm vụ, lại có thầy tướng số đi theo. Hơn nữa mọi người thấy Tử Thiên Y cái kia tiên phong đạo cốt khí chất xuất trần, phần lớn người trước tiên lựa chọn tin tưởng. Tử Thiên Y ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, tính đệ nhất quẻ, quẻ tượng thường thường, vẫn còn tương đối thuận lợi. Những người khác nửa tin nửa ngờ, cùng nhau sát nhập vào dị ma lãnh địa, để bọn hắn vui mừng chính là, một chuyến này vậy mà thật rất thuận lợi, thậm chí so tưởng tượng còn thuận lợi hơn. 42 người, tru diệt hơn 200 dị ma, vậy mà ngay cả một người cũng chưa chết, chỉ là có mấy người thụ điểm vết thương nhẹ. Một trận chiến này vừa xong, phần lớn người đối Tử Thiên Y kính nể rất nhiều. Tiếp đó, Tử Thiên Y lại xem bói đệ nhị quẻ, quẻ tượng biểu hiện, vẫn như cũ phi thường thuận lợi. Cái này 42 người tiểu đoàn thể lập tức đại hỉ, đã trải qua lần đầu tiên đổ sát, bọn họ một lần này càng thêm tín nhiệm Tử Thiên Y. Mà Tử Thiên Y đối với mình xoán mệnh chi thuật cũng càng ngày càng tự tin lên, trước đó cùng ở bên người Tiêu Phàm, nhưng hắn đối với mình xoán mệnh chi thuật một lần hoài nghi. Nhiệm vụ lần thứ hai, càng là vượt quá tưởng tượng thuận lợi, bọn họ cảm thấy thời điểm, dị ma một phương lại có hai cái chủng tộc ở tàn sát lẫn nhau. Đám người chạy đến thời điểm, mặc dù một lần tao ngộ hai cái kia chủng tộc dị ma nhất trí đối ngoại đánh giết, nhưng bọn hắn coi như 10 điểm thuận lợi giết chết những cái này dị ma. Trong lúc đó có một người tử vong, 4-5 người thụ thương, nhưng là so sánh tổn thất này, thu hoạch là phong phú. 42 người. Vậy mà chiếm được hơn 600 cỗ dị ma thi thể, là trước đó trận thứ nhất dòng giã gấp 3. Về phần một cái kia tử vong, 4-5 cái bị thương tổn thất, hoàn toàn không có người để ở trong lòng. Đám người đối Tử Thiên Y cũng càng ngày càng tín nhiệm lên, bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày sau, chuẩn bị đánh giết chỗ thứ 3 dị ma trú điểm. Tử Thiên Y lại tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện một chuyến này có một chút nguy hiểm, có thể sẽ có người bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đám người bắt đầu còn có chút bận tâm, bất quá nhìn thấy Tử Thiên Y đối cái này quẻ không thể phỏng đoán dáng vẻ, có ít người vẫn là không nhìn được dục dịch. Tử Thiên Y nói có người khả năng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng không phải nhất định phải chết người, chỉ là khả năng mà thôi. Huống hồ, trận thứ hai thu hoạch nhiều như vậy, không phải cũng người chết sao? Tử Thiên Y cũng không có khuyên can,
bởi vì hắn đối cái này quẻ cũng không nắm chắc được, dù sao, thiên cơ cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể bắt được. Thế nhưng là, tiếp xuống một trận chiến, chính là bọn họ ác mộng. Dòng dã 41 người, trừ bỏ Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên bên ngoài, vậy mà chỉ có 3 người sống sót. Nói cách khác, một trận chiến này, trọn vẹn chết 36 người. Cái kia may mắn còn sống sót 3 người, trong nháy mắt nghĩ tới Tử Thiên Y quẻ tượng, người nhà không phải nói chỉ là có chút nguy hiểm sao? Chỉ là khả năng có người muốn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống sao? Cái này căn bản là toàn quân bị diệt a, đi mẹ ngươi xoán mệnh chi thuật. Mấy người chạy ra thăng thiên về sau, 3 người kia dưới cơn nóng giận, bắt đầu điên cuồng truy sát Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên. Lần thứ 3 chiến đấu, xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm cắt đứt Hiên Viên Trảm Tiên lời nói, trầm giọng hỏi. Hiên Viên Trảm Tiên do dự mấy tức, vẫn là nói, chúng ta giết vào cái kia dị ma lãnh địa, vừa bắt đầu vẫn còn tương đối thuận lợi, đại lượng dị ma bị giết. Nhưng mà, cũng liền làm chúng ta cho rằng muốn kết thúc chiến đấu thời điểm, đột nhiên toát ra một cái ma tôn. Câu nói kế tiếp, Hiên Viên Trảm Tiên không có nói ra, nhưng Tiêu Phàm đã đoán được kết cục. Không cần nghĩ cũng biết, những cái này địa các tu sĩ, nhất định sẽ lọt vào cái kia ma tôn đổ sát, dù sao, cũng không phải là mỗi người cũng có lấy thánh đế cảnh nghịch phá thánh tôn cảnh thực lực. Sau đó bọn họ tất cả đều chết hết, cho nên bọn họ liền đem những người kia chết, trách tội đến Tử Thiên Y trên người. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, Tử Thiên Y không phải nhắc nhở bọn họ gặp nguy hiểm sao? Vậy bọn hắn hai người thế nào không chết? Một cái sắc mặt tái nhợt áo bào xám tu sĩ quát khẽ nói, người này hiển nhiên là may mắn sống sót 3 người một trong. Tử Thiên Y nhắc nhở các ngươi không nghe, hai người chúng ta tương đối cẩn thận, cũng không có trùng sát đi lên, nhìn thấy ma tôn thời khắc, trước tiên trốn được. Hiên Viên Trảm Tiên quát to. Mặc dù bọn họ chạy trốn, nhưng hắn nói 10 điểm hùng hồn. Đối mặt ma tôn, thánh đế cảnh chính bọn họ chạy trốn, không phải rất bình thường sao? Là các ngươi cấu kết dị ma, cố ý hãm hại chúng ta. Cái kia áo bào xám tu sĩ giận dữ hét, bằng không, làm sao sẽ không lý do xuất hiện ma tôn. Ma quật bên trong xuất hiện dị ma không phải rất bình thường sao? Không đợi Hiên Viên Trảm Tiên mở miệng, Tiêu Phàm liền cười lạnh một tiếng. Nếu như chúng ta cấu kết dị ma, cái kia ma tôn cũng sẽ không chết rồi, chẳng lẽ ma tôn sẽ dùng cái chết của mình, đến phối hợp chúng ta sao? Hiên Viên Trảm Tiên lại bổ sung một câu. Đứng ở bên người Tiêu Phàm, dũng khí của hắn cũng lớn rất nhiều. Từ khi những người kia chết về sau, hắn và Tử Thiên Y hai người một đường đào vong, may mắn còn sống sót 3 người tìm đến không ít tu sĩ đối phó bọn hắn. Nếu như không phải Tử Thiên Y quyết định thật nhanh, lấy thương đổi thương, cho Hiên Viên Trảm Tiên cầu được một tia khe hở, bọn họ sớm đã chết ở ma quật bên trong. Dị ma chết, Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc, hắn lại nhìn không được nhìn hôn mê bất tỉnh Tử Thiên Y một cái này thiên khí chi nhân uy lực, thật đúng là vượt qua hắn tưởng tượng. Quả nhiên là đã hố đồng đội, lại hố địch nhân a, cái này thiên khí chi nhân, có chút khủng bố. Cái kia áo bào xám tu sĩ bị Hiên Viên Trảm Tiên hỏi á khẩu không trả lời được, dị ma chắc là sẽ không phối hợp thiên hoang tu sĩ, thật giống như thiên hoang tu sĩ không có khả năng phối hợp dị ma một dạng. Đương nhiên, phụng trộm cấu kết với nhau làm việc xấu, đó chính là một chuyện khác, nhưng là song phương tuyệt đối không dám trắng trợn liên thủ, đây chính là sẽ gặp phải hai phe toàn lực giết chết. Là các ngươi không nghe Tử Thiên Y bọn họ thuyết phục, chết lại muốn trách hắn, thiên hoang người. Đều là bá đạo như vậy sao? Tiêu Phàm thanh âm bỗng lớn thêm vài phần, một bộ lên cơn giận dữ dáng vẻ. Hắn thân làm thầy tướng số, lại cho giả tin tức, nhất định phải cho chết đi người một cái công đạo. Áo bào xám tu sĩ vẫn như cũ có chút không cam tâm. Tiêu Phàm nghe nói như thế, trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to, buồn cười. Hắn là thầy tướng số không sai, nhưng lại không vì các ngươi phục vụ, huống chi. Hắn có đã cho các ngươi chính xác đề nghị, là chính các ngươi quá mức tham lam mà thôi. Nói xong, Tiêu Phàm lộ ra một bộ muốn chiến liền chiến dáng vẻ, trên người cổ động mạnh mẽ khí tức. Kỳ thật, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy, Tử Thiên Y là có một chút trách nhiệm, bởi vì hắn cái kia một quẻ tính cũng không chuẩn, tạo thành thương vong xa so với hắn tưởng tượng lớn. Bất quá lại nói trở về,
Tử Thiên Y từ khi đã trải qua cùng Tiêu Phàm tính giết Phong Ma Tôn những chuyện kia, hắn đối với mình soán mệnh chi thuật đã 10 điểm cẩn thận một chút. Hơn nữa, hắn cũng đã thuyết phục qua những người kia, là những người kia bản thân quá mức bành trướng, hoàn toàn không đem Tử Thiên Y lời nói để ở trong lòng, mới có thể dẫn đến dạng này bi kịch phát sinh. Quái Tử Thiên Y sao? Chỉ có thể nói Tử Thiên Y không có toàn lực ngăn cản mà thôi, trừ cái đó ra, Tử Thiên Y thật không có cái gì quá lớn trách nhiệm, dù sao, cho dù hắn toàn lực ngăn cản, những người kia cũng chưa chắc nghe hắn lời nói. Mặc dù bọn họ bị hơn 10 người vây công, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, những người này chỉ cần dám động thủ, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại giết cái không còn một mảnh. Đám người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cường đại khí tức, ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, cuối cùng vẫn cầm đầu cái kia nam tử mặc áo giáp đen nói, việc này chúng ta sẽ tiếp tục truy tra. Tùy tiện, Tiêu Phàm vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, nhìn thấy mấy người chuẩn bị rời đi, hắn lại nói, bất quá, lần sau lại vô duyên vô cớ làm tổn thương ta người, đừng trách ta không khách khí. Ngươi lại có thể thế nào không khách khí? Nam tử mặc áo giáp đen ngừng bước, quay người nhìn xem Tiêu Phàm nói, đợi địa các thi đấu kết thúc, sẽ có một lần đồ ma nhiệm vụ, hy vọng ngươi không muốn lùi bước. Uy hiếp trắng trợn, chỉ cần Tiêu Phàm dám tham gia đồ ma nhiệm vụ, những người này, chắc chắn sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm lại không thèm quan tâm, nhún vai, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Đương nhiên, một tên phế nhân hoặc là người chết, là không có tư cách tham gia đồ ma nhiệm vụ. Nam tử mặc áo giáp đen lại cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hất lên áo bào rời đi. Chỉ chốc lát sau, vây quanh Tiêu Phàm sân hơn 10 người rời đi, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ đều thở dài một hơi, Hiên Viên Trảm Tiên trực tiếp ngã trên mặt đất, liền đứng cũng không vững. Tiêu Phàm, địa các thi đấu cẩn thận một chút, khả năng có người sẽ ra tay với ngươi. Tà Vũ trầm giọng nói. Tiêu Phàm gật đầu, hắn tự nhiên cũng nghe ra nam tử mặc áo giáp đen trong giọng nói ý uy hiếp, khoảng thời gian này hắn xác thực cũng cao điệu quá mức. Thiên hoàng rất nhiều tu sĩ đoán chừng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, đang chờ địa các thi đấu hảo hảo giáo huấn hắn đây. Bất quá Tiêu Phàm không hối hận, mặc dù hắn thân làm thái cổ thần giới tu sĩ, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mình kém một bậc. Hắn đến thiên hoàng dĩ nhiên cũng là vì mạnh lên, nhưng cũng là vì giết dị ma, dựa vào cái gì thiên hoàng người muốn tài trí hơn người đây. Đúng rồi, vừa rồi người kia nói đồ ma nhiệm vụ là cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta cũng là vừa mới biết rõ, lại có một cái ma quật sắp mở ra, thiên hoang cùng dị ma đều sẽ tranh đoạt địa bàn, đến lúc đó, thiên các lại phái tu sĩ tiến vào cái kia ma quật. Tà Vũ giải thích nói. Loại nhiệm vụ này rất nhiều sao? Tiêu Phàm hỏi. Rất ít, Tà Vũ lắc đầu, nói, đại bộ phận ma quật đã sớm mở ra, chỉ có số ít ma quật năm đó kinh lịch thượng cổ đại kiếp về sau. Vô số tiên liệt cùng tiền bối đồng quy vô tận, dẫn đến ma quật bị phong cấm. Đối với chúng ta mà nói, đây không chỉ là một lần đồ ma nhiệm vụ, cũng là một lần cơ duyên lớn lao, có lẽ có thể để cho chúng ta nhanh chóng đột phá thánh tôn cảnh cũng không nhất định. Tiêu Phàm thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu, những cái này vừa mới mở ra ma quật, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là cơ duyên lớn lao. Không nói bên trong khả năng tồn tại vô số cường giả truyền thừa. Chính là vô chủ mệnh ma thạch, đều đủ để đám người đoạt vỡ đầu. Ta ngược lại có chút mong đợi, Tiêu Phàm trong mắt lấp lóe lấy tinh quang. Ngươi có thể không nên xem thường cái này đồ ma nhiệm vụ, đến lúc đó, chúng ta hẳn là sẽ đại biểu thiên hoang thần các xuất chiến. Tà Vũ thần sắc có chút ngưng trọng, mà đối thủ của chúng ta, có thể là mấy gia tộc lớn. Vì sao vậy, Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu, không phải liền là đồ ma nhiệm vụ sao? Làm sao sẽ cùng gia tộc khác có quan hệ đây? Tiêu Phàm đã từng biết thiên hoang quy tắc trò chơi, tất cả ma quật cũng thống nhất từ thiên hoang thần các quản lý, bình thường mà nói, bọn họ không nên đại biểu thiên hoang thần các sao? Nhưng Tà Vũ trong giọng nói ý tứ, lại không phải chuyện như vậy. Trảm Tiên huynh, người trước mang theo thiên y đi chữa thương, có chuyện gì, quay đầu chúng ta nói cho ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y còn thụ lấy tổn thương đây. Tốt, Hiên Viên Trảm Tiên gật gật đầu, ôm Tử Thiên Y tiến nhập gian phòng. Lão đại, vừa mới có người đến gây chuyện. Lúc này, hai đạo bóng người từ đằng xa đi tới, chính là Thí Thần cùng Thần Phong. Đã đi, Tiêu Phàm gật gật đầu,
ngay sau đó nhìn về phía Tả Vũ, tiếp tục nói, Tả Vũ, ngươi nói tiếp. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp ở trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, Tả Vũ cùng Thần Phong hai người nghi hoặc, nhưng là tử tế nghe lấy. Tất cả ma quật, thống nhất từ thiên hoang thần các trưởng quản, cái này một điểm không sai. Tả Vũ lấy ra một bầu rượu, cho Tiêu Phàm bọn họ đều rót một chén. Dừng một chút, Tả Vũ tiếp tục nói, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là thiên hoang thần các liền sẽ tuyệt đối khống chế cùng quản lý, vô luận thập đại gia tộc cũng tốt, tam đại thế tộc cũng được, thậm chí còn có những cái kia thế lực nhỏ, bọn họ đều có một ít một mình quản hạt ma quật. Bằng không, thiên hoang còn muốn tam đại thế gia, thập đại gia tộc những cái này có ý nghĩa gì đây? Tiêu Phàm nhíu mày, rơi vào trong trầm tư, tam đại thế tộc cùng thập đại gia tộc, đây đều là cá thể rõ ràng thế lực, là cùng thiên hoang thần các hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, cũng không phải nói rõ những cái này thế lực là hoàn toàn ích kỷ, ở đại nghĩa bên trên, bọn họ cùng thiên hoang thần các là tuyệt đối nhất thể. Chỉ là nơi có người, sẽ lại lợi ích phân tranh, thiên hoang cũng là như thế. Các đại thế lực đều quản hạt lấy một chút ma quật, cùng nói là quản hạt, không bằng nói là trấn áp, dù sao thiên hoang thần các cũng không có tưởng tượng siêu nhiên, không có thế lực khác, cũng là không trấn áp được nhiều như vậy. Mà ở phạm vi quy định bên trong, những cái kia bị các đại thế lực trấn áp ma quật bên trong vật tư, đều bị các đại thế lực thu hoạch, nhưng thiên hoang thần các tu sĩ, cũng là có quyền lực tiến vào. Tà Vũ tiếp tục nói. Tựa như ta trước đó tiến vào tam tinh ma quật lưu ly tịnh thổ, bọn họ hình như là lâm gia địa bàn. Tiêu Phàm thần sắc càng ngưng trọng thêm lên. Không sai, đây cũng là những gia tộc này sở dĩ cường đại nguyên nhân, dù cho thiên hoang thần các, cũng không thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Tà Vũ trong giọng nói có chút khó chịu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ như rất khó chịu những cái này thế lực a. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng. Tà Vũ buồn bực một cái rượu, thở dài nói, nếu như thiên hoang thật toàn tâm toàn ý diệt sát dị ma, một cái thiên hoang thần các là đủ rồi, còn cần những gia tộc này làm cái gì đây? Nói câu khó nghe, những gia tộc này cùng thế lực, kỳ thật chính là u ác tính mà thôi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tà Vũ, hắn nhưng là biết rõ những cái kia gia tộc cường đại, có thể Tà Vũ lại không tị hiềm chút nào nói ra lời như vậy, nếu để cho gia tộc khác biết rõ, đoán chừng không thể thiếu phiền phức thân trên. Yên tâm, bọn họ không dám trắng trợn giết ta. Tà Vũ nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi ngờ. Tiêu Phàm cười khổ đồng thời, nội tâm cũng cực kỳ chấn động, hắn biết rõ Tà Vũ từ đâu tới tự tin, nhất định là hắn sư tôn Tà Thần. Chẳng lẽ Tà Thần đã cường đại đến, liền thập đại gia tộc cùng tam đại thế tộc đều muốn kiêng kỵ cấp độ sao? Tiêu Phàm một mực đều ở đánh giá cao Tà Thần, nhưng hắn phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá thấp Tà Thần. Tốt rồi. Không nói những thứ này, trước tiên đem địa các thi đấu thứ tự lấy xuống lại nói, không có đầy đủ thực lực, nói cái gì đều vô dụng. Tà Vũ lại buồn bực một cái rượu. Đúng vậy a, Tiêu Phàm cũng là thật sâu thở dài. Nói đến cùng, hay là thực lực quá yếu, đừng nói cùng những cái này đại thế lực tranh phong, chính là liền biết rõ một ít bí mật tư cách đều không có. Dù sao hắn không giống Tà Vũ, hắn không có cái gì chỗ dựa, chí ít không có trên mặt nổi chỗ dựa. Tiếp xuống hai canh giờ, mấy người uống nhiều rượu, lại rảnh rỗi trò chuyện một lần địa bảng thi đấu sự tình, đám người lúc này mới tán đi. Rời đi thời khắc, thí thần nói, lão đại, ta liền không nhìn các ngươi ngược sát địa bảng cao thủ, ta phải tiến vào ma quật, mau chóng tăng cao tu vi. Thí thần mặc dù đã đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, nhưng khoảng cách bán bộ thánh tôn cảnh, còn cách một đoạn. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người một khi chiếm lấy địa bảng thi đấu 20 người đứng đầu, liền có được tiến vào tinh nguyên động thiên tư cách, đến lúc đó đột phá bán bộ thánh tôn cảnh không nói chơi. Nhưng hắn thí thần, lần trước bởi vì trợ giúp Tiêu Phàm, đã mất đi cơ hội này. Vì không bị Tiêu Phàm bọn họ kéo xuống, hắn chỉ có thể tiến vào ma quật. Tiêu Phàm trầm tư chốc lát, nhìn về phía một bên Thần Phong cùng cửu U Ma Toan nói, Ma Toan, Thần Phong. Các ngươi cùng thí thần đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, mặt khác, cẩn thận băng ra. Thí thần vừa muốn nói gì, có thể nhìn đến Tiêu Phàm kiên định khuôn mặt, cuối cùng gật gật đầu. Thí thần, Thần Phong cùng cửu U Ma Toan rời đi, trong sân cũng chỉ còn lại có Tiêu Phàm. Đẩy cửa phòng ra, Tiêu Phàm đi vào. Hiên Viên Trảm Tiên bỗng nhiên đứng dậy, vừa mới chuẩn bị nói chuyện,
đã thấy đến Tiêu Phàm làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Ngay sau đó hắn đi đến Tử Thiên Y trước giường, lấy ra mấy cây kim châm, đâm vào trong cơ thể hắn. Phất tay, vô số cực phẩm long tinh rơi vào Tử Thiên Y trước người, cuồn cuộn long mạch chi khí, điên cuồng hướng về Tử Thiên Y thể nội dũng mãnh lao tới. Tử Thiên Y thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cho trong phòng bố trí mấy đạo kết giới, lúc này mới đi đến cái ghế một bên bên trên, rót cho mình một ly nước, chậm rãi nói đi, các ngươi đến cùng gặp được cái gì? Tiêu huynh ngươi đã sớm biết, Thiên Viên Trảm Tiên kinh ngạc, kém chút lên tiếng kinh hô, khi nhìn thấy đang chữa thương Tử Thiên Y lúc, hắn lại thấp giọng, chúng ta xác thực gặp được một chút chuyện kỳ dị. Ngươi có biết, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ kia là cái gì? Dừng một chút, Tử Thiên Y đè thấp lấy thanh âm, không đợi Tiêu Phàm trả lời, hắn lại nói, là chém giết một loại tên là Ngân Lân Ma phổ thông dị ma. Ngân Lân Ma xương cốt Ngân Lân cốt, chính là luyện chế nhất tinh long thể thánh đan tài liệu chính một trong, Ngân Lân Ma ưa thích sinh hoạt tại băng nguyên khu vực. Chúng ta căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, tiến nhập một cái tên là băng xuyên nguyên địa nhất tinh ma quật, ta nghe những người kia nói. Băng xuyên nguyên địa Ngân Lân Ma bình thường rất ít, liền 20-30 đầu cũng rất khó gặp. Nhưng mà, nơi đó Ngân Lân Ma vượt qua chúng ta tưởng tượng nhiều, lần thứ nhất đụng tới chính là hơn mấy trăm, hơn nữa dị ma thực lực còn rất thấp, vừa bắt đầu chúng ta cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng lần thứ ba, Tử Thiên Y phát hiện chỗ không đúng, bởi vì chúng ta gặp dị ma thực lực quá yếu, cái này khiến hắn nội tâm rất bất an, tính một quẻ về sau. Hắn liền càng thêm không muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm nhíu mày, chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Lần thứ ba, chúng ta gặp dị ma quả nhiên vẫn là thánh đế cảnh trung kỳ trở lên tu vi, thậm chí ngay cả một đầu thánh đế cảnh hậu kỳ Ngân Lân Ma đều không có, cái này quá khác thường. Thiên Viên Trảm Tiên trầm giọng nói. Tiêu Phàm thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nhiều như vậy sơ giai dị ma, chờ lấy bọn họ đi đổ sát. Có thể không khác thường sao? Tử Thiên Y thở sâu, nói, lúc ấy, Tử Thiên Y đột nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ suy đoán, những cái này Ngân Lân Ma, có thể là có người nuôi nhốt. Nghe được Hiên Viên Trảm Tiên ngữ không kinh chết người không thôi lời nói, Tiêu Phàm không có kinh ngạc, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Có người nuôi nhốt dị ma, chuyện này, nếu là bị người biết rõ, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh. Nhưng Tiêu Phàm ở Hiên Viên Trảm Tiên nói ra nhiệm vụ bọn họ khác thường điểm đáng ngờ thời khắc, hắn liền đã đoán được. Hắn đi qua nhất tinh ma quật, rất rõ ràng nhất tinh ma quật bên trong dị ma thực lực không thấp, chí ít, cho tới bây giờ không thiếu hụt thánh đế cảnh hậu kỳ, thậm chí thánh đế cảnh đỉnh phong dị ma. Nhưng mà Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên bọn họ, thậm chí ngay cả một đầu thánh đế cảnh hậu kỳ dị ma cũng chưa từng thấy, cái này quá quỷ dị. Khả năng duy nhất chính là, những cái kia cao cấp Ngân Lân Ma, đã bị người thu hoạch một lần, cuối cùng chỉ còn lại có cấp thấp Ngân Lân Ma. Mà dị ma, một dạng sẽ không làm như vậy, Ngân Lân Ma cũng không phải là một loại cường đại dường nào dị ma, coi như nuốt mạng của bọn hắn ma thạch, cũng không có quá nhiều tác dụng. Bất quá bọn hắn Ngân Lân Cốt, đối với thiên hoang tu sĩ tác dụng liền lớn. Phải biết. Ngân Lân Cốt thế nhưng là luyện chế nhất tinh long thể thánh đan tài liệu chính một trong. Long thể thánh đan là cái gì đây? Thiên hoang người đều biết, long thể thánh đan, chính là thánh tôn cảnh tu sĩ rèn đúc vô thượng kim thân bảo đan một trong, có thể làm cho hạ phẩm thánh tôn tu luyện nhục thân tốc độ, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mà loại này đan dược ở thiên hoang là 10 điểm chân quý, càng là chỉ có thiên hoang thần các mới có quyền luyện chế, mua bán, nhưng là giá cả 10 điểm đắt đỏ. Cho dù tam đại thế tộc cùng thập đại gia tộc, bên ngoài cũng chỉ có thể từ thiên hoang mua sắm. Nhưng nếu như là thiên hoang thần các nuôi nhốt Ngân Lân Ma, bọn họ đã ở sông băng tại chỗ đem Ngân Lân Ma thu hoạch được một lần, lại vì sao muốn tuyên bố nhiệm vụ như vậy đây? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, Tiêu Phàm lập tức biết rõ Hiên Viên Trảm Tiên vì sao ngưng trọng như thế. Nguyên lai là có người cõng thiên hoang thần các. Ở sông băng tại chỗ nuôi nhốt Ngân Lân Ma. Đây là đang đào thiên hoang thần các chân tường A. Nếu là bị thiên hoang thần các biết rõ, tuyệt đối sẽ bộc phát kinh khủng chiến tranh. Phải biết, nuôi nhốt dị ma, đây chính là thiên hoang công nhận tội chết, cho dù là tam đại thế gia cùng thập đại gia tộc, cũng không dám công nhiên làm như vậy.
Bởi vì dị ma, đại bộ phận đều là thiên hoang tu sĩ thi thể biến thành, muốn nuôi nhốt dị ma, liền phải trong bóng tối đổ sát thiên hoang tu sĩ, đây là tất cả thiên hoang thế lực đều không cho phép. Ngươi xác định sao? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn mặc dù không muốn đi tiết lộ bí mật, nhưng việc này nếu là thật, mà Hiên Viên Trảm Tiên bọn họ đã đoán được việc này, đối phương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. 89/10, Hiên Viên Trảm Tiên ngữ khí ngưng trọng nói, hơn nữa, ta có chứng cứ. Tiêu Phàm không cắt đứt, tinh tế nghe Hiên Viên Trảm Tiên kể rõ, chỉ thấy hắn sắp xếp lời nói một chút, nói, đệ nhất, chúng ta đi trước đó, có người nói đã từng tiến vào sông băng tại chỗ, nói ngân lân ma 10 điểm thưa thớt, chúng ta nhiều người như vậy, đoán chừng rất nhiều người phải về tay không, trên thực tế, ngân lân ma số lượng rất nhiều. Cái này không tính là chứng cứ, có thể là các ngươi vận khí tốt. Tiêu Phàm hủy bỏ đầu này chứng cứ, bởi vì chứng cứ này rất khó thuyết phục người. Chẳng lẽ các ngươi vận khí tốt, đụng phải rất nhiều ngân lân ma cũng không được sao? Đừng nói một lần, chính là hai lần cũng được a, chỉ là khả năng này cực nhỏ mà thôi, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn không có khả năng. Điểm này chứng minh cường độ xác thực không đủ, Tử Thiên Y là thầy tướng số, hắn có thể đủ tính tới chỗ nào dị ma nhiều. Hiên Viên Trảm Tiên gật gật đầu. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng là, điểm thứ hai tuyệt đối có thể chứng minh, lúc ấy những người kia điên cuồng đổ sát ngân lân ma thời điểm, đột nhiên toát ra một đầu thánh tôn cảnh ngân lân ma. Những người kia có lẽ không thấy rõ, nhưng ta theo Tử Thiên Y đã thấy đến, tựa như là có một người, tự tay đem cái kia thánh tôn cảnh ngân lân ma từ trong hư vô ném ra, không, chuẩn xác mà nói, là một cái tay. Nhưng là, tay kia tán phát khí tức, tuyệt đối là thiên hoang tu sĩ khí tức, dị ma khí số, cùng chúng ta không giống nhau, không chỉ ta thấy được, Tử Thiên Y cũng nhìn thấy. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nếu quả thật như Hiên Viên Trảm Tiên nói tới, cái kia hơn 10 cái địa các tu sĩ, há không phải có người cố ý giết chết. Lúc ấy hai người chúng ta dọa đến hồn phi phách tán, cũng may Tử Thiên Y cố ý ẩn tàng khí tức, mang theo ta lập tức rời đi nơi đó. Hiên Viên Trảm Tiên lòng vẫn còn sợ hãi nhớ lại nói. Vậy vì sao ba người kia không chết? Chẳng lẽ là cố ý lưu bọn họ một mạng, cho bọn hắn mượn miệng nói cho người đời, băng xuyên nguyên địa ngân lân ma không dễ giết sao? Tiêu Phàm trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ phẫn nộ. Chết rất nhiều người, hơn nữa cũng là vì chiếm lấy ngân lân ma ma cốt mà chết, tuyệt đối có thể trấn nhiếp đại bộ phận địa các tu sĩ. Kể từ đó, về sau hẳn rất ít có người dám tiến về sông băng tại chỗ săn giết ngân lân ma, phòng kia nuôi dưỡng người, cũng liền có thể tận tình nuôi nhốt càng nhiều ngân lân ma, mà không bị người biết. Loại này giải thích, hoàn toàn đi thông. Không đúng, các ngươi đều thấy được, những người khác chưa hẳn không nhìn thấy một con kia hắc thủ a. Tiêu Phàm lại hủy bỏ loại phỏng đoán này. Vừa bắt đầu ta cũng là như vậy phỏng đoán, nhưng về sau ta mới biết được, là ta nghĩ quá đơn giản. Hiên Viên Trảm Tiên cười khổ lắc đầu, nói, nếu như cái kia còn sót lại ba người, đều là một gia tộc người đây. Tiêu Phàm kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, khả năng này hắn xác thực nghĩ tới, nhưng hắn lại cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Dù sao, nếu như còn sót lại ba người, đều là cùng một cái gia tộc mà nói, sẽ khiến gia tộc khác một chút hoài nghi. Không đúng, sẽ không bị hoài nghi, ngược lại sẽ cảm thấy rất hợp lý, những gia tộc này rất nhiều người, tầm 2-3 người đồng thời làm nhiệm vụ là sẽ tìm thường bất quá sự tình, hơn nữa bọn họ đi cùng một chỗ, không phải là vì cam đoan càng hơn suất sống sót sao. Tiêu Phàm nội tâm nhanh chóng trầm tư. Ba người kia tuyệt đối là gia tộc kia cố ý điều động ở trong đội ngũ này, mấy chục cái địa các tu sĩ chết rồi, cũng phải có người gánh chịu trách nhiệm, mà may mắn sống sót Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên, liền trở thành vật hy sinh. Cho nên hôm nay, bọn họ những người kia truy sát ngươi, chỉ là muốn đem ngươi diệt khẩu mà thôi. Tiêu Phàm sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, ngươi cũng đã biết, cái kia sông băng tại chỗ là thuộc về ai. Đây cũng là ta muốn nói điểm thứ ba chứng cứ. Hiên Viên Trảm Tiên hít sâu một cái nói, sông băng tại chỗ, thuộc về thập đại gia tộc một trong băng gia. Lại là băng gia, Tiêu Phàm trong mắt sáng lấp lóa, cái này băng gia, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Tiêu Phàm mặc dù cùng băng như hải chiến một trận, có thể cũng không đem băng gia nghĩ tới phương diện này. Nếu thật là băng gia ở nuôi nhốt dị ma, cái kia băng gia đoán chừng phải lấy máu. Đúng,
chính là băng gia, nếu như không phải Tử Thiên Y có dự kiến trước, chúng ta chạy trước đường, đoán chừng liền sông băng tại chỗ cũng không ra được. Hiên Viên Trảm Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Thật lâu, Tiêu Phàm lại thở dài, tất nhiên bọn họ đã biết các ngươi, cho dù có chứng cứ cũng vô ích, băng gia sẽ không đều là ngu xuẩn. Ngươi là nói, Hiên Viên Trảm Tiên trợn to hai mắt. Nếu ta đoán không lầm, sông băng tại chỗ bên trong Ngân Lân Ma hẳn là toàn bộ đều không thấy. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, việc này các ngươi tạm thời để ở trong lòng, chờ ta tham gia xong địa các thi đấu lại nói. Đảo mắt đã qua mấy ngày, vạn chúng chúc mục địa các thi đấu rốt cục đến. Một ngày này, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ thật sớm đi tới địa các quảng trường, bất quá thí thần cùng cửu U Ma Toan bọn họ tiến nhập ma quật lịch luyện, là không nhìn thấy lần thi đấu này. Về phần Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên, như trước đang Tiêu Phàm chỗ ở chữa thương. Mặc dù Tiêu Phàm cũng lo lắng băng gia diệt sạch bọn hắn, nhưng ở Thiên Hoang, tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào địa phương so Thiên Hoang thần các còn an toàn hơn. Tiêu Phàm, người cảm thấy người có thể được tên thứ mấy? Tà Vũ đứng ở dọc theo quảng trường, nhìn xem rậm rạp chằng chịt quảng trường, trêu ghẹo hỏi. Người đây, Tiêu Phàm cười cười, không có trực tiếp trả lời. Ta là muốn đoạt lấy người thứ nhất, nhưng là nhất định phải đánh bại bốn người, trừ ngươi ở ngoài, còn có địa bảng xếp hạng thứ ba Đế Tử Phi, hạng nhì Cơ Trần, cùng hạng nhất Long Vô Mệnh, có chút độ khó a. Tà Vũ lắc đầu thở dài. Bất quá, Tiêu Phàm lời từ hắn bên trong căn bản không có nghe ra có gì khó ý tứ, chỉ là hắn không quá muốn cùng nhiều người như vậy động thủ mà thôi. Gia hỏa này, bắt đầu giết người rất hung mãnh, nhưng động thủ, là tương đối lười. Về phần Tà Vũ trong miệng ba cái tên này, Tiêu Phàm cũng là có chút công nhận. Những ngày qua, hắn cũng không ít nghe nói ba cái tên này, truyền văn, bọn họ khoảng cách bán bộ thánh tôn cảnh đều chỉ có cách xa một bước. Nếu như không phải đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, không cho tham gia địa các thi đấu, bọn họ có lẽ đã sớm đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, tiến vào thiên các. Đương nhiên, mấy tháng này Tiêu Phàm cũng không nhàn rỗi, hoa một chút công huân điểm, tiến nhập đế thần tháp. Khiêu chiến qua 10 hạng đầu mặt khác 7 người. Kiếm Hồng Trần danh tiếng, cũng bước lên địa bảng đệ tứ. Bất quá, Tiêu Phàm không có khiêu chiến qua Tà Vũ trong miệng ba người này, cũng không phải Tiêu Phàm không dám khiêu chiến, mà là hắn biết rõ, ở đế thần tháp cho dù thắng bọn họ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu là thật thắng, còn có thể làm cho mình khinh địch. Bởi vậy, đoạn thời gian gần nhất, Tiêu Phàm vẫn không có động thủ. Mà là đem trạng thái bản thân điều tiết đến tốt nhất, chuẩn bị khiêu chiến ba cái này địa bảng bên trong đứng đầu nhất thiên tài. Nếu không, người đánh thắng ba người bọn hắn, lại cố ý thua với ta. Tà Vũ hậm hực cười một tiếng. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hắn phát hiện Tà Vũ càng ngày càng bó tay rồi, người này ra mặt, so tường thành còn dày hơn. Dựa theo hai ngày trước công bố quy củ, hai người chúng ta xác thực có thể hợp tác một phen. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm nghiêm túc gật đầu nói. Nghe nói như thế, Tà Vũ cũng tà tà cười một tiếng, có thể nhẹ nhõm vào 20 người đứng đầu, ai nguyện ý tăng lớn độ khó đây. Địa các thi đấu quy củ rất đơn giản, địa bảng trước 400 người, tổng cộng chia làm 10 tổ, mỗi tổ 40 người. Nói là phân tổ, trên thực tế là có rất lớn tự do mang tính lựa chọn, bởi vì 10 cái lôi đài, mỗi người có thể tùy ý lựa chọn. Thẳng đến nhân số đạt tới 40 người. Cuối cùng trên mỗi sàn đấu, có thể kiên trì đến sau cùng 2 người, có thể tiến vào vòng thứ 2 tranh tài. Địa các thi đấu quy tắc, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Nếu như thuận lợi, một ngày thời gian liền có thể giải quyết. Lấy Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người thực lực, muốn đi vào 20 người đứng đầu, còn thật không phải là rất khó, đương nhiên, cũng không dễ dàng. Mà một khi tiến vào 20 vị trí đầu, vậy tiến vào tinh nguyên động thiên danh ngạch trên cơ bản liền đã xác định, cuối cùng chẳng qua là định ra thứ tự, liên quan đến ở tinh nguyên động thiên có thể ngốc bao lâu thời gian mà thôi. Liền bằng các ngươi hai người, cũng muốn tiến vào 20 vị trí đầu. Một bên có người nghe được Tiêu Phàm cùng Tà Vũ lời nói, lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Nha, đây không phải Tiêu Phàm sao, thật sự cho rằng ngươi đánh bại Băng Như Hải. Liền vô địch thiên hạ. Ta ở trên địa bảng còn không có nhìn thấy tên của ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị từ bỏ sao? Có lẽ một ít người sợ bị ta Thiên Hoang tu sĩ trà đạp,
căn bản liền không dám dùng tên thật xuất hiện ở trên địa bảng A. Địa các thi đấu, vòng thứ nhất so cũng không phải cá nhân thực lực tuyệt đối, những ngày qua, người đắc tội người cũng không ít, có thể chưa chắc có thể kiên trì đến cuối cùng hai chỗ. Đừng nói cuối cùng hai chỗ, theo ta thấy, có thể tiến vào đơn tổ 10 hạng đầu đều quá sức, ta nghe nói, có không ít sư huynh muốn đích thân chiếu cố một chút hắn. Bốn phía tu sĩ châm chọc khiêu khích, tất cả đều rời xa Tiêu Phàm cùng Tà Vũ đến mấy mét khoảng cách, như tị xà hạt một dạng. Cũng không trách bọn họ như thế, Tà Vũ là bởi vì hắn sư tôn duyên cớ, xú danh vang xa, không có mấy người nguyện ý cùng hắn liên hệ. Mà Tiêu Phàm, những ngày qua ở địa các dương danh, nhưng thanh danh cũng không phải đặc biệt tốt, hai người này đứng chung một chỗ, có loại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác, ai lại nguyện ý tới gần bọn họ đâu. Ai, Tiêu huynh chớ trách, đều tại ta sư tôn, năm đó một mình hắn ép tới thiên hoang người thở không nổi, tổ tiên bọn họ sỉ nhục, chỉ có thể từ trên người ta báo thù, còn liên lụy ngươi. Tà Vũ bất đắc dĩ thở dài. Bộ dáng kia, để Tiêu Phàm đều không nhịn được muốn đánh cho hắn một trận. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, càng là sắc mặt đỏ bừng, trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Tà thần danh tiếng, dù cho đi qua vạn năm, cũng làm cho người ký ức hiểu sâu, bọn họ nội tâm đã đem Tà Vũ cùng hắn sư tôn tức giận mắng mấy trăm lần, nhưng quả thực là không dám nói ra. Tà Vũ, người sư tôn năm đó làm cái gì người người oán trách sự tình sao? Tiêu Phàm cũng rốt cục thấy được Tà Vũ là như thế nào không nhận người đãi kiến, nhịn không được truyền âm hỏi. Không biết, bất quá nghe ta những cái kia thúc thúc nói, những đại gia tộc kia chi chủ, đều bị sư tôn ta đánh qua, thiên hoang thần các chủ, đều bị hắn nhổ qua sợi râu, đều do hắn, làm hại ta nửa bước khó đi. Tà Vũ lơ đễnh nói. Tà Vũ mặt ngoài là ở trách cứ hắn sư tôn, nhưng Tiêu Phàm không có nghe được nửa điểm ý trách cứ đến, ngược lại có chút lấy le vận vị. Bất quá Tiêu Phàm nội tâm cũng là cực kỳ kinh ngạc, đối tà thần cách nhìn lại có biến hóa mới. Nếu như Tà Vũ không là đang khoác lác mà nói, cái kia tà thần thật sự có chút kinh khủng. Nếu như ta nói ta tiện nghi sư huynh là cửu u ma chủ, có phải hay không cũng có thể hù chết người đâu. Tiêu Phàm nghĩ thầm, ngay sau đó hắn rất nhanh hủy bỏ loại này ý nghĩ. Hắn nếu như nói cho người đời, cửu u ma chủ là hắn sư huynh, đoán chừng sẽ bị người mắng thành tên điên, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương phải biết cửu u ma chủ. Yên lặng. Cũng đúng lúc này, chân trời một thanh âm vang lên, địa các chủ đạp không mà tới, bên cạnh hắn còn đứng mấy chục đạo thân ảnh. Hôm nay địa các thi đấu, tranh tài quy củ đã nói qua, tất cả giản lược. Long Vân ngữ khí rất bình thản. Nói xong, địa các phía trước quảng trường phía trên, đột nhiên một trận rung động, ngay sau đó 10 cái to lớn lôi đài từ mặt đất hiện lên mà ra. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Cái này không là sinh tử đài sao? Cái này địa các quảng trường rốt cuộc có bao nhiêu dạng này lôi đài a? Chỉ chốc lát sau, 10 cái lôi đài xuất hiện, bốn phía màn sáng lấp lóe, hình thành một đạo kết giới. Địa các thi đấu người, tự động lựa chọn lôi đài, ta tuyên bố, địa các thi đấu, chính thức bắt đầu. Long Vân tiếp tục nói, thanh âm vang vọng toàn trường. Vừa dứt lời, quảng trường bốn phía lần lượt từng bóng người đạp không mà lên. Bay thẳng 10 cái lôi đài đi. Tiêu Phàm, chúng ta hợp tác. Tà Vũ cười nhìn Tiêu Phàm một cái, bỗng nhiên hướng về gần nhất lôi đài bay đi. Tiêu Phàm vẻ mặt quái dị, thịnh đại địa các thi đấu, bây giờ liền bắt đầu. Tiêu Phàm do dự một hơi thời gian, cũng đi theo đạp không mà lên. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà thật bay về phía lôi đài, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Có người càng là khinh thường nói, ở địa bảng bên trên quả nhiên liền tên thật cũng không dám hiển lộ. Muốn tham gia địa các thi đấu, là nhất định phải tiến vào địa bảng 400 người đứng đầu, nếu không sẽ bị lôi đài bắn ngược. Tiêu Phàm lúc này bay về phía lôi đài, giải thích hắn là có tư cách tham gia địa các thi đấu. Nhưng bốn phía tu sĩ căn bản không ở trên địa bảng nhìn thấy Tiêu Phàm cái tên này, khả năng duy nhất chính là Tiêu Phàm ở trên địa bảng biểu hiện không phải tên thật. Một cái liền tên thật cũng không dám hiển lộ ra người, có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu đây. Thậm chí, rất nhiều người cho rằng Tiêu Phàm đánh bại Băng Như Hải, vận khí chiếm thành phần chủ yếu, còn có một cái chính là cái kia quỷ dị thuấn di thủ đoạn. Nếu là chân chính mặt đối mặt giao phong, Tiêu Phàm chưa chắc có mạnh cỡ nào.
Nếu như bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm sớm đã đoạt được địa bảng đệ tứ, không biết có gì cảm tưởng. Chỉ có Thiên Hoang lý giải Tiêu Phàm người biết rõ Kiếm Hồng Trần cái tên này, nhưng bọn hắn cũng không dám khẳng định người này thực sự là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người vừa mới chuẩn bị đạp vào lôi đài, để cho hai người kinh ngạc là, vậy mà không có mấy người lựa chọn cái lôi đài này. Một sát na này, hai người cũng đã ngừng lại thân hình, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi trên lôi đài phương một bóng người bên trên. Lại có người so với chúng ta còn nhanh, Tà Vũ hơi hơi ngoài ý muốn. Tiêu Phàm không nói, mà là cẩn thận quan sát trên lôi đài đạo kia thân ảnh, kia hẳn là một cái nam tử, bởi vì bọc lấy áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thân hình còn có thể đoán được. Để Tiêu Phàm cảm thấy kỳ lạ là, nam tử thân hình rất cao, có chừng 3 mét độ cao, nhưng lại gầy trơ xương như củi, chân chính gầy trơ xương như củi. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn từ bốn phía tu sĩ trên người cảm nhận được một loại e ngại, thậm chí hoảng hốt. Bọn họ lại sợ hãi người này. Khương Ách, Tà Vũ cũng là trợn to hai mắt, trong mắt đều là ngưng trọng. Khương Ách, Tiêu Phàm cũng đột nhiên nghĩ tới một người. Bản thân đoạn thời gian trước biệt hiệu Kiếm Hồng Trần khiêu chiến địa bảng người thứ 9 thời điểm, chính là một cái tên là Khương Ách người. Bất quá thời điểm đó Khương Ách hình ảnh, toàn thân hắc phụ quấn, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, đây cũng là Tiêu Phàm lần đầu tiên không có nhận ra nguyên nhân. Chỉ là, hắn nhớ kỹ Khương Ách thực lực không phải rất mạnh a, lúc ấy hắn một đòn liền đem Khương Ách đánh bại. Ở Tiêu Phàm trong lòng, Khương Ách cùng cường đại căn bản không dính dáng. Thậm chí quá yếu. Nhưng hiện tại, những người này vậy mà tại e ngại hắn, liền đạp vào lôi đài dũng khí đều không có. Liền tại bọn hắn do dự thời khắc, mặt khác 9 tòa lôi đài, đã đứng đầy người, chỉ có bọn họ phía trên tòa võ đài này, chỉ có một người. Tà Vũ, cái này Khương Ách là chuyện gì đây? Tiêu Phàm nhìn thấy Tà Vũ cũng biểu tình ngưng trọng, lấy hắn đối Tà Vũ hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt đối là không sợ trời không sợ đất. Dù cho bình thường lộ ra thần sắc sợ hãi, cũng đều là giả vờ. Nhưng là giờ phút này, hắn thần sắc ngưng trọng dị thường, vẫn là phát ra từ sâu trong nội tâm ngưng trọng, liền có chút không tầm thường. Tiêu Phàm, ta quên nói cho ngươi, muốn đoạt được đệ nhất, cái này Khương Ách mới là một đạo chân chính cửa ải khó khăn. Tà Vũ hít sâu một cái nói. Ba hơi về sau, không đạp vào lôi đài người, coi là tự động bỏ quyền. Long Vân thanh âm tiếp tục vang lên, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm vị trí lúc, cũng là kinh ngạc hết sức. Gia hỏa này vậy mà xui xẻo như vậy, cùng Khương Ách đụng vào nhau. Hô, Tiêu Phàm nghe được lời nói của Long Vân, không chút do dự đạp lên lôi đài, Tà Vũ do dự một hơi thời gian, cũng đi tới. Hiện tại không đi lên, chờ chút liền là vì bỏ cuộc. Một khi bỏ quyền, hắn liền đã mất đi tiến vào tinh nguyên động thiên cơ hội. Cùng giữa những người khác chênh lệch liền càng ngày sẽ càng xa. Cường giả chân chính, là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì trở nên mạnh mẽ cơ hội. Ta đi, tiểu tử này đã vậy còn quá xúi quẩy. Không thể nào, hắn vậy mà cùng Khương Ách lựa chọn cùng một cái lôi đài. Ha ha, đùa chết ta rồi, lần này, tiểu tử này đừng nói tiến vào 20 vị trí đầu, có thể sống sót hay không đều chưa hẳn. Đây chính là phách lối kết quả, đụng phải Khương Ách. Vậy cũng chỉ có thể tự nhận xúi quẩy, nếu như tiểu tử này vẫn như cũ phách lối, có lẽ thật khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi đừng quên, Tà Vũ cũng đang cái lôi đài này bên trên, hai người bọn họ, thua không nghi ngờ. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà lựa chọn cùng Khương Ách cùng một cái lôi đài, lập tức đầy bụng nở hoa, tất cả đều lộ ra nhìn có chút hả hê bộ dáng. Hô hô, lúc này, lại có 8 người bước lên Tiêu Phàm bọn họ vị trí lôi đài. Cùng Khương Ách bảo trì khoảng cách nhất định, ngược lại khoảng cách Tiêu Phàm bọn họ rất gần, hơn nữa hiện lên bao vây chi thế. Làm, theo một đạo tiếng chuông vang lên, bốn phía lôi đài màn ánh sáng lập tức biến thành thực chất hóa, nói cách khác, những cái kia không có bước vào lôi đài người, đã coi là tự động từ bỏ địa các thi đấu. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ nhìn xem lôi đài bên ngoài 29 người, sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên. Địa các thi đấu còn chưa bắt đầu. Vậy mà liền đã có 29 người đào thải, hơn nữa còn là bởi vì e ngại một người đào thải, cái này cũng quá quỷ dị. Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên đối cái kia quỷ dị nam tử Khương Ách lộ ra vẻ trịnh trọng, bằng vào một cái tên liền có thể dọa lùi nhiều người như vậy, lại làm sao có thể đơn giản đây.
mà từ đầu đến cuối, cái kia Khương Ách đứng ở đó không nhúc nhích. Làm tiếng chuông vang lên thời điểm, hắn càng là trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của hắn, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, đen nhánh vành nón phía dưới, có một đôi thâm thúy con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, hắn làm sao không biết Khương Ách ý tứ. Đây là chuẩn bị để bọn hắn 10 người này đại sát một trận, cuối cùng 9 người đào thải, lưu lại một người cùng hắn Khương Ách cùng nhau tấn cấp vòng thứ hai. Tiêu Phàm, ta có một chút như vậy hối hận, cùng ngươi đạp vào cùng một cái lôi đài. Tà Vũ thở dài. Tiêu Phàm biết rõ, Tà Vũ cũng không phải thật sự là hối hận cùng hắn cùng đài đối địch, mà là gặp được cái kia Khương Ách, hai người bọn họ 8-9 phần 10 muốn đào thải một cái. Cái này Khương Ách, đáng sợ như thế sao? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn liếc mắt liền nhìn ra Khương Ách tu vi, chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong mà thôi. Coi như hắn lại làm sao cường đại, đó cũng chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong a, lấy hắn và Tà Vũ hai người thực lực, cho dù hạ phẩm thánh tôn, cũng có thể một trận chiến, há lại sẽ sợ một cái thánh đế cảnh tu sĩ. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, hắn thực lực cũng không mạnh. Tà Vũ hỏi, nhìn thấy Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, nhưng hắn tuyệt đối so với đại bộ phận hạ phẩm thánh tôn còn kinh khủng hơn, không sai, chính là khủng bố. Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ, có thể Tà Vũ còn đang thừa nước đục thả câu, người biết thiên khí chi nhân a. Biết rõ, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hồi đáp, tử thiên y chính là thiên khí chi nhân, bị thượng thiên chán ghét mà vứt bỏ, ai đụng tới hắn ai xúi quẩy, ai muốn đánh hắn chủ ý, ai xúi quẩy. Chẳng lẽ cái này Khương Ách, cũng là thiên khí chi nhân? Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, vậy cũng không cần thiết sợ đến như vậy bộ dáng a. Hắn là thiên khí chi nhân. Tiêu Phàm nhìn thấy Tà Vũ không nói, hắn lại hỏi. Không, hắn không phải thiên khí chi nhân. Tà Vũ lắc đầu, hướng về không ngừng tới gần bọn họ cái kia 8 cái tu sĩ, nói hắn là thiên khí chi nhân thăng cấp bản. Thiên khí chi nhân thăng cấp bản. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không quan tâm mặt khác 8 người đã qua gắt gao tập trung vào hắn, trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Một hơi về sau, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, nói, hắn là thiên ách chi nhân. Tà Vũ không nói chuyện, mà là chỉnh trọng gật đầu, ánh mắt bên trong có chưa từng có kiêng kỵ. Tiêu Phàm cũng trợn tròn mắt, thiên ách chi nhân, hắn tự nhiên biết là cái gì. Đây chính là bị thượng thiên nguyền rủa, chán ghét mà vứt bỏ người a. Không chỉ là bỏ đi không thèm để ý, còn có chán ghét cùng nguyền rủa. Thiên khí chi nhân so sánh cùng nhau, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Thiên khí chi nhân, cùng ở chung qua một đoạn thời gian người, hoặc là đối địch người, đều ngỏm. Mà thiên ách chi nhân, căn bản không cần ở chung, cũng không cần cùng hắn đối địch, chỉ cần tới gần hắn, thậm chí nhìn thấy hắn, đều ngỏm cực độ. Thậm chí, không chỉ là suối quẩy. Sẽ còn xuất hiện đủ loại tai nạn, vận rủi. Bất quá bất đồng chính là, thiên khí chi nhân bản thân cũng sẽ xúi quẩy, nhưng thiên ách chi nhân, bản thân lại cùng người bình thường không khác. Cũng chính là bởi vì như vậy, không người nào dám tiếp cận hắn, tới gần hắn, lại càng không cần phải nói đối địch với hắn. Trước kia Tiêu Phàm vẫn cho là, cùng thiên hữu chi nhân ngược lại là thiên khí chi nhân, đó là bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua thiên ách chi nhân. Trên thực tế, thiên ách chi nhân mới thật sự là bị thượng thiên chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí nguyền rủa người. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Khương Ách vừa bước lên lôi đài, người người kính sợ tránh xa. Bất quá, Tiêu Phàm nghĩ tới một vấn đề, cái này Khương Ách hoàn toàn có thể đợi lôi đài phía trên đến 20-30 người mới lên đến, như thế sẽ có nhiều người hơn không chiến mà bại, hơn nữa tiếp đó sẽ có hơn mấy chục người sẽ xúi quẩy. Nhưng hắn lại là trước tiên đạp lên lôi đài, xem như ngăn trở người khác ra sân. Xem ra lòng của người này vẫn tương đối hiền lành, Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới. Tiêu Phàm, trước diệt hết 8 người này lại nói. Tà Vũ khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Dưới chân của hắn, một cái biển máu bốc lên mà lên, vô số đạo bóng người màu đỏ ngòm hiện lên, toàn bộ đều biến thành của hắn bộ dáng. Tiêu Phàm cũng không do dự. Những người này đều là thiên hoang tu sĩ, bọn họ đối với mình cùng Tà Vũ hai người có xuất phát từ bản năng hận ý, cho nên vừa lên đến liền muốn liên thủ tiêu diệt hai người bọn họ. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không khách khí, sau một khắc, chân hắn giẫm nghịch long đăng thiên bộ xông tới,
Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, hư không kiếm khí tung hoành, tàn phá bừa bãi tứ phương. Tốc độ của hai người rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt bộc phát ra tám thành thực lực, đối mặt đồng dạng địa bảng cao thủ, bọn họ cũng không dám khinh thường. Chư vị sư huynh đệ, chỉ cần tiêu diệt bọn họ, ta nguyện ý rời khỏi lôi đài. Giống to một tiếng ở trong mấy người vang lên. Tiêu Phàm nhìn tới, lúc này mới phát hiện, nơi này vẫn còn có một cái người quen. Thiên Sơn La Vân, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, lạnh lùng con ngươi tập trung vào Thiên Sơn La Vân. Hắn nhớ kỹ Thiên Sơn La Vân lần trước chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ a, làm sao một lần đã đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong đây. Thiên Sơn La Vân nghe được lời nói của Tiêu Phàm, toàn thân không tự chủ run run một lần. Sau đó, Tiêu Phàm lại thấy được một cái hỏa hồng bào tu sĩ, nhếch miệng cười nói, nha, không nghĩ tới ngươi cũng còn sống. Hỏa hồng bào tu sĩ thân thể bản năng có chút phát run, hắn liền là Thiên Sơn La Vân lần trước cái kia đắc tội Tiêu Phàm hồ bằng cẩu hữu, hắn và Thiên Sơn La Vân vận khí tốt, may mắn nhặt về một cái mạng. Nhưng là, bọn họ mấy cái khác hồ bằng cẩu hữu, mộ phần cỏ đều đã cao ba trượng. Tiêu Phàm, không nên đắc ý. Lần trước bị ngươi đánh lén, lần này, nhìn ngươi chết như thế nào. Thiên Sơn La Vân rất nhanh khôi phục trấn định. Hắn biết rõ Tiêu Phàm không yếu, có thể đánh bại băng như hải, thực lực cùng hắn hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Nhưng mấu chốt là, hắn không chỉ là một người, bọn họ có tám người, hoàn toàn có thể lấy bốn địch một. Sáu người khác thực lực, so hai người bọn họ còn phải cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa. Bọn họ đều muốn xử lý trước Tiêu Phàm cùng Tà Vũ, cái này cùng bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn ăn nhịp với nhau. Thậm chí, hắn đều đã nghĩ tới, chỉ cần Tiêu Phàm bỏ qua cơ hội lần này, muốn đột phá thánh tôn cảnh không muốn biết năm nào tháng nào đi. Đến lúc đó, hắn mượn nhờ gia tộc lực lượng đột phá thánh tôn cảnh, muốn giết chết một cái thánh đế cảnh tu sĩ, chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Nghĩ tới đây, Thiên Sơn La Vân càng đánh càng hung. Dù sao trên lôi đài Tiêu Phàm lại không dám giết hắn, Thiên Sơn La Vân tự nhiên không sợ hãi. Hai người khác thấy thế, trong lòng mừng thầm, Thiên Sơn La Vân bỏ công như vậy, hai người bọn họ hoàn toàn có thể bảo đảm lưu thực lực nhất định, chờ chút tranh đoạt cái thứ hai danh ngạch. Các vị, không muốn cùng hắn ngạnh bính, đem hắn tới gần Khương Ách là được rồi. Lúc này, cái kia hỏa hồng bào nam tử cùng Thiên Sơn La Vân mấy người truyền âm nói. Lời này vừa nói ra, bốn người ánh mắt sáng lên, ngay sau đó đứng ở cùng một cái phương hướng, không muốn sống một dạng công kích Tiêu Phàm, buộc Tiêu Phàm từng bước một tới gần ngồi ở đó Khương Ách. Mắt thấy Tiêu Phàm khoảng cách Khương Ách càng ngày càng gần, Thiên Sơn La Vân trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm. Tiểu tử, không cần giết ngươi, chỉ cần đem ngươi tới gần Khương Ách, về sau ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Sơn La Vân cười to trong lòng nói. Hắn tự như thấy được Tiêu Phàm tai nạn không ngừng, vận rủi quấn thân từng màn. Nhưng mà một khắc sau, Thiên Sơn La Vân lại cũng cười không nổi, thậm chí bị vẻ sợ hãi chiếm lấy. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại, một kiếm đẩy lui ba người khác, sau đó thân thể lấn người mà tiến, trong nháy mắt bóp cổ của hắn, nghiền ngẫm cười nói, cười đã chưa? Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm bấm cổ của hắn tay, đột nhiên dùng sức ném một cái. Thiên Sơn La Vân thân thể lập tức giống như đạn pháo một dạng bắn ra. Mà hắn bay ra phương hướng, dĩ nhiên là Khương Ách đang ngồi địa phương. Không, Thiên Sơn La Vân sợ hãi gào thét đi ra, muốn ngừng thân hình, có thể hắn thân thể quán tính quá lớn, căn bản không dừng được. Ta đi, còn có thể chơi như vậy. Dưới đài tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Có người đã không đành lòng nhắm hai mắt lại. Thiên Sơn La Vân sợ là phải xui xẻo. Có đôi khi, không thể thất bại sợ, tử vong đều chưa hẳn đáng sợ là bị vô hạn tai nạn cùng vận rủi quấn thân. Phịch một tiếng, Thiên Sơn La Vân trực tiếp nện ở lôi đài phía trên, thân thể trượt ra đến mấy mét, vừa lúc tựa ở Khương Ách trên thân. Chết chắc, Thiên Sơn La Vân chết chắc, có người kinh hô mà ra. Bình thường khoảng cách Khương Ách nhất định phạm vi bên trong, đều ngỏm, vận rủi quấn thân. Huống chi bây giờ còn đụng tới hắn thân thể đây. Hỏa hồng bào nam tử cùng hai người khác nhìn thấy một màn này, cũng bị dọa cho phát sợ, bản năng lui về phía sau mấy bước. Huynh đệ ngươi đi, ngươi không đi cùng hắn sao? Nhưng mà, Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh,
dưới chân hắn lóe lên, xuất hiện ở hỏa hồng bào thanh niên sau lưng, một cước hung hăng đạp về phía hắn. Ta chính là Lâm gia đệ tử, ngươi dám? Hỏa hồng bào thanh niên gầm thét lên tiếng, có thể Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, một cước hung hăng đá vào lồng ngực của hắn, cả người hướng về Khương Ách vị trí bay ngược mà ra. Hỏa hồng bào nam tử nhìn thấy mình bị Tiêu Phàm đá bay, trong lòng đã tuyệt vọng. Vừa mới Thiên Sơn La Vân nện ở Khương Ách trên người một màn, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, từ nay về sau, Thiên Sơn La Vân tất nhiên hết sức xui xẻo. Chẳng lẽ mình cũng chạy không thoát hay sao? Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị quay đầu nhìn đi thời khắc, lại là nhìn thấy Khương Ách ở một phương hướng khác, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Con bà nó chứ, làm ta sợ muốn chết. Hỏa hồng bào nam tử trong lòng giận mắng, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng có chút mừng thầm. Chỉ cần không tới gần Khương Ách, bị Tiêu Phàm trọng thương cũng không đáng kể. Hô, cũng coi như hắn vui vẻ trong chớp mắt ấy. Hắn đột nhiên cảm giác bên tai sinh phong, tựa như lại một bóng người hiện lên. Cái quái gì? Hỏa hồng bào nam tử giận mắng một tiếng, dư quang hướng một bên tránh đi. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Khương Ách, hắn không phải ở cái hướng kia sao, làm sao đột nhiên đến đằng sau ta? Không sai, Khương Ách vừa rồi đúng là ở cái hướng kia. Nhưng hắn hiện tại lại xác thực xuất hiện ở nơi này. Cái này còn phải trở lại vừa rồi hai hơi trước đó, Khương Ách ngồi ở kia liền nhắm hai mắt lại buồn ngủ, căn bản không có quan tâm bốn phía chiến đấu. Những năm này, hắn liền là như vậy qua tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tới gần hắn 10 trượng phạm vi bên trong. Chỉ cần tới gần hắn 10 trượng phạm vi, đó là tất nhiên xúi quẩy, vận rủi liên tục. Hắn thấy... Chỉ cần mình đứng lên cái lôi đài này, một cái danh ngạch liền đã định trước. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lại có người sẽ còn dựa vào ở trên người hắn. Một sát na kia, hắn bỗng mở hai mắt ra, trước tiên nghĩ tới chính là rời xa người này. Dù sao, hắn quá rõ ràng bản thân là người như thế nào, hay là không muốn giết chết người khác tốt, dù sao tất cả mọi người là thiên hoang người. Hơi thở tiếp theo, Khương Ách nhìn bốn phía một cái. Lại là phát hiện có một cái góc không có người nào ảnh, đi cái kia nơi hẻo lánh liền có thể tận lực tránh đi những người này, miễn cho để bọn hắn xui xẻo. Cũng đúng lúc này, một bóng người lấy tốc độ nhanh hơn hướng về hắn bên này bay tới, đến mức hắn căn bản né tránh không kịp, vừa lúc từ hắn trên áo bào sát qua. Lâm Tuyền, ngươi làm cái gì? Khương Ách kinh ngạc nhìn xem bay tới hỏa hồng bào nam tử. Cái gì ta làm cái gì? Hỏa hồng bào nam tử Lâm Tuyền phiền muộn hết sức, hắn nghĩ mở miệng nói chuyện, đột nhiên bị ngụm nước bóp yết hầu, ho khan không ngừng, tựa như không phải đem phổi đều ho ra đến không thể. Phốc, ngay sau đó, càng kinh khủng hơn sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Lâm Tuyền phun ra một ngụm máu tươi, trọng trọng đập xuống đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này, Tiêu Phàm nhìn mình chân phải, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Bản thân vừa rồi có vẻ như không dùng bao nhiêu khí lực a, vậy mà một cước đem Lâm Tuyền đá phải hộc máu. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tuyền bên cạnh Khương Ách, ngơ ngác nói, không thể nào. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, Lâm Tuyền vẻn vẹn chỉ là sát qua Khương Ách áo bào mà thôi, vậy mà liền hộc máu, cái kia Thiên Sơn La Vân đây. Tiêu Phàm, ta muốn giết ngươi. Lúc này, gầm lên một tiếng vang lên. Chỉ thấy té xuống đất Thiên Sơn La Vân bỗng nhiên đứng dậy. Răng rác, một tiếng vang giòn, Thiên Sơn La Vân quỳ một chân xuống đất, nơi mắt cá chân trực tiếp hiện lên 90 độ. Gãy xương, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, nhịn không được hít một hơi lạnh. Thánh đế cảnh cường giả cũng sẽ gãy xương sao? Loại tình huống này, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên đụng phải, nhưng hắn rốt cục chân chính ý thức được, vì sao địa các những người kia, tình nguyện từ bỏ tranh tài. Cũng không dám đạp vào cái lôi đài này. Nếu là không cẩn thận đụng phải Khương Ách, đây quả thực là tự tìm đường chết a. Thiên Ách chi nhân, thật không phải bình thường khủng bố. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Cái này Thiên Ách chi nhân, đâu chỉ khủng bố a, đây quả thực là muốn nghịch thiên. Coi như hắn địch nhân, một khi biết rõ hắn là Thiên Ách chi nhân, đoán chừng cũng sẽ trực tiếp quỳ xuống đầu hàng đi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên lại nhìn về phía mặt khác hai cái vây giết hắn địa các cường giả. Chúng ta nhận thua, thấy được Thiên Sơn La Vân cùng Lâm Tuyền suối quẩy,
hai người này nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm giao phong. Bọn họ dĩ nhiên cũng muốn bước Tiêu Phàm tới gần Khương Ách, nhưng bọn hắn làm không được a, kết quả là, ngược lại bị Tiêu Phàm lợi dụng. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ai biết Tiêu Phàm có thể hay không đem hai người bọn họ đá phải Khương Ách bên người đây. Dứt lời, hai người không chút do dự hướng về phía dưới lôi đài nhảy xuống. Còn đánh cái giám, tinh nguyên động thiên danh ngạch dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là phải có mệnh đi dùng a. Tiêu Phàm ngạc nhiên, ngay sau đó lại cảm thấy đương nhiên, chỉ là vừa bắt đầu hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một trận chiến này thắng nhẹ nhàng như vậy. Tà Vũ, có muốn hay không ta tới giúp ngươi? Tiêu Phàm nhìn phía xa Tà Vũ cười nói. Không cần, ta cũng biết rõ làm sao thắng bọn họ. Tà Vũ cười lớn một tiếng, đột nhiên, hắn mấy đạo huyết ảnh hợp lực ôm một người, cực tốc hướng về Khương Ách vị trí phóng đi. Ta nhận thua, nhận thua. Người kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, tựa như sợ hô chậm. Nói xong, Tà Vũ huyết ảnh ngừng thân hình, buông lỏng ra người kia. Tu sĩ kia nơi nào còn dám chần chờ, vội vàng hướng phía sau thối lui, nhìn thấy bản thân khoảng cách Khương Ách chỉ có mấy chục trượng khoảng cách, hắn liền hơi tê tê. Kém một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa a. Cũng may tự nhận thua, bằng không, mình cũng phải thổ huyết cùng gãy xương. Một hơi về sau, người kia đi thẳng lôi đài, hoàn toàn không có nửa điểm tâm tư so không bằng. Ha ha, Tà Vũ tà tà cười một tiếng, khóe miệng dương lên một vòng tà ác đường cong nhìn về phía còn sót lại ba người. Ba người kia thực lực không yếu, nếu như tề tâm hợp lực cùng Tà Vũ một trận chiến, Tà Vũ cho dù có thể thắng, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Dù sao, có thể đạp vào lôi đài đều là địa bảng 400 người đứng đầu, thực lực lại có thể yếu đi nơi nào đây. Nhưng bọn họ nhìn thấy Tà Vũ nụ cười, nhưng trong lòng có chút bồn chồn lên. Nếu như Tà Vũ nhường hắn huyết ảnh phân thân ôm bọn họ phóng tới Khương Ách, bọn họ lại phải lựa chọn như thế nào? Ba người nhìn chằm chằm xa xa Khương Ách một cái, khẽ cắn môi, cuối cùng đồng thời hướng về dưới lôi đài bay đi. Có Khương Ách ở chỗ này, bọn họ cho dù có thể thắng, phong hiểm cũng quá cao hơn. Huống chi, hiện tại Tiêu Phàm đã không người cuốn lấy. Hắn nếu như gia nhập Tà Vũ chiến đấu, bọn họ là khẳng định ngăn không được. Quá âm hiểm, hai người này dám lợi dụng Khương Ách ứng phó bị người, vô sỉ, đáng giận. Có bản lĩnh quang minh chính đại đánh một chầu a, loại này vô sỉ thủ đoạn, đây tính toán là cái gì? Thái cổ thần giới người, làm sao sẽ như thế ác độc, Thiên Sơn La Vân cùng Lâm Tuyền hai người thảm, về sau tất nhiên người người kính sợ tránh xa, Thiên Sơn gia tộc cùng Lâm gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiên Hoàng tu sĩ vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tà Vũ, cho rằng bọn họ hai người thắng được không quang minh chính đại. Bọn họ lại là chưa bao giờ nghĩ tới, Thiên Hoàng người, lấy bốn địch một, từ vừa mới bắt đầu liền không có quang minh chính đại qua. Giải quyết, thắng được quá dễ dàng. Tà Vũ nhìn thấy bốn người kia rời đi lôi đài, phủi tay bên trên cho bụi, Tiêu Phàm, người còn có hai cái không đào thải đây. Lời này vừa nói ra. Ở đây ánh mắt mọi người đột nhiên rơi vào Thiên Sơn La Vân cùng Lâm Tuyền trên người. Hai người này hiện tại thế nhưng là ai đụng ai suối quẩy a, Tiêu Phàm coi như nghĩ thắng bọn họ, cũng chưa chắc dám đến gần. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất Thiên Sơn La Vân cùng Lâm Tuyền hai người, không khỏi nhíu mày. Thiên Ách chi nhân chỗ đáng sợ, hắn đã thấy qua. Hắn kinh khủng hơn một điểm liền ở chỗ chạm qua hắn người sẽ vận rủi tới người. Thậm chí người thứ ba lại đụng lên hắn chạm qua người, đồng dạng sẽ xúi quẩy. Thiên Sơn La Vân cùng Lâm Tuyền cũng lấy lại tinh thần đến, hai người vẻ mặt ác độc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ đời này xem như kết thúc, chạm qua Khương Ách người, đều là sống không lâu. Dù cho tiến vào nhất tinh ma quật, đều có khả năng rất lớn đụng tới trung phẩm thánh tôn. Tiêu Phàm, người thua, mỗi cái lôi đài chỉ có hai chỗ, người có bản lãnh đem ta đuổi xuống. Thiên Sơn La Vân oán độc giận dữ hét. Hắn là bị vận rủi quấn người, nhưng bây giờ, hắn tựa như một cái u ác tính, Tiêu Phàm khẳng định cũng không dám đụng hắn. Hơn nữa hắn tự tin, Tiêu Phàm không có khả năng cách không đem hắn đuổi xuống lôi đài, dù sao cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng, có thể sau một khắc, nhưng hắn kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Phịch một tiếng nổ vang. Thiên Sơn La Vân lồng ngực nổ tung, máu me đầm đìa, cả người ngã vào trong vũng máu, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi.
kêu to thời điểm dùng sức quá lớn, đem phổi cho nổ. Tà Vũ cũng là si ngốc nhìn xem một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Muốn hay không khủng bố như vậy a? Thiên Sơn La Vân chỉ là đụng Khương Ách một chút mà thôi, vậy mà xúi quẩy đến tình trạng như vậy. Tục ngữ nói, người xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh cũng đều sẽ tê răng. Cái này nói không chính là hiện tại loại này tình huống sao? Lâm Tuyền vốn cũng muốn ra cửa chào phúng một lần Tiêu Phàm, có thể thấy nửa chết nửa sống Thiên Sơn La Vân, hắn lời đến khóe miệng ngữ, quả thực là không dám nói ra. Bất quá ánh mắt của hắn lại là dị thường lạnh lùng, trợn to hai mắt, tựa như lại nói, chỉ cần ta không xuống dưới, cái thứ hai danh ngạch chính là ta, các ngươi nhất định phải thua. A à, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền ra, Lâm Tuyền bỗng nhiên bưng bít lấy hai mắt. Tay của hắn nhanh rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm bọn họ vẫn như cũ nhìn rõ ràng, Lâm Tuyền con ngươi trực tiếp bảo. Phải biết, hắn vừa mới chỉ là chừng một lần con mắt mà thôi a, liền đem con mắt chừng bảo. Tê một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, dù cho Tiêu Phàm cùng Tà Vũ cũng không ngoại lệ. Cái này thiên ách chi thể, cũng quá nghịch thiên. Nếu như đem Khương Ách ném đến ma quật, chẳng phải là ai đụng người nào chết. Nhưng mà, để đám người càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra, làm Lâm Tuyền hai tay che cặp mắt thời điểm, hai bàn tay trọng trọng đập vào trên đầu của mình. Ngay sau đó, đầu của hắn vậy mà trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Chết, Tiêu Phàm toàn thân khẽ run rẩy, có hay không khủng bố như vậy a? Lâm Tuyền chỉ là đụng một cái Khương Ách thân thể mà thôi. Nhưng mà sự thật chính là như thế, Lâm Tuyền thật đã chết rồi, chỉ ít nhục thân là chết. Chỉ một thoáng, một đạo linh hồn quang ảnh từ hắn nhục thể bên trong lan tràn ra, hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn mình phía dưới thi thể không đầu. Đây là chính ta, ô ô Lâm Tuyền rốt cục nhìn không được khóc lên, lộ ra cực kỳ bất lực. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân vậy mà như vậy thì chết rồi, chết cũng quá uất ức. Chẳng biết tại sao. Tiêu Phàm đều có chút thương hại, hắn thật không nghĩ tới thiên ách chi nhân sẽ khủng bố như vậy, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới giết chết Lâm Tuyền bọn họ. Chí ít, hắn không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy giết chết Lâm Tuyền cùng Thiên Sơn La Vân. Mặc dù Lâm Tuyền cũng không phải là hắn giết chết, nhưng tất cả những thứ này, cùng hắn không thoát được can hệ. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh im ắng, cho dù mấy cái khác gần tới lôi đài phía trên, tu sĩ cũng đình chỉ chiến đấu. Lâm Tuyền, đừng khóc, ngươi sẽ thần hồn câu diệt. Đột nhiên, lôi dưới đài có người kêu to. Nhưng Lâm Tuyền chính là ngăn không được tiếng khóc, ngược lại càng khóc càng lớn, trong miệng không ngừng gào thét, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lâm Tuyền không phát hiện là, theo tiếng khóc của hắn vang lên, bốn phía nhấc lên một trận cuồng phong, bí mật mang theo tiếng khóc của hắn, hình thành một loại kỳ lạ âm ba công kích. Lâm Tuyền phản ứng lại thời điểm. Cái kia âm ba công kích đã bao phủ hắn, hắn nghĩ đình chỉ đã không kịp, còn sót lại linh hồn chi thể cũng tan thành mây khói. Toàn trường tu sĩ đều cảm giác lạnh cả người, bọn họ biết rõ Khương Ách rất khủng bố, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới như vậy khủng bố. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người dám tới gần Khương Ách 10 trượng phạm vi, lại càng không cần phải nói đụng vào hắn. Thiên Sơn La Vân cùng Lâm Tuyền xem như qua nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất đụng tới Khương Ách người, nhưng bọn hắn chết quá quỷ dị. Mấy cái kia cùng Tiêu Phàm cùng Tà Vũ chiến đấu người, trong lòng hết sức may mắn bản thân thông minh, không có đạp vào lôi đài, bằng không tiếp xuống khả năng liền muốn đến phiên mình. Thiên Sơn La Vân đây, có người lấy lại tinh thần. Lâm Tuyền chỉ là chạm đến Khương Ách áo bào mà thôi, hắn đều đã chết, mà Thiên Sơn La Vân, hắn nhưng là chân chính đụng phải Khương Ách trên thân A. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng về Thiên Sơn La Vân vị trí nhìn tới, linh hồn chi lực cảm giác chốc lát, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Chết, có tu sĩ run rẩy mở miệng. Vừa mới bọn họ chỉ là chú ý Lâm Tuyền, dù sao phát sinh ở Lâm Tuyền chuyện trên người quá ly kỳ. Lại không có ai để ý Thiên Sơn La Vân, có thể chẳng ai ngờ rằng, Thiên Sơn La Vân đã chết. Hắn không phải liền là giống lớn một tiếng. Nổ tung bộ ngực của mình sao? Đối với thánh đế cảnh tu sĩ mà nói, đừng nói nổ tung lồng ngực, chính là đem đầu cắt nát, đem nhục thân hủy đi hơn phân nửa, chỉ cần khí số bất diệt, linh hồn bất diệt, liền có thể không ngừng phục sinh a. Vừa mới Thiên Sơn La Vân lồng ngực bạo tạc,
giống như trực tiếp nổ banh khí số cùng linh hồn, tất cả sinh cơ cũng lặng yên không tiếng động trôi mất. Lại người phân tích nói. Giờ khắc này, không có bất cứ người nào còn có thể bình tĩnh. Đã bao nhiêu năm, địa các thi đấu bao nhiêu năm không có chết qua người, qua nhiều năm như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người chết trên lôi đài. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người không hẹn mà cùng toát ra bốn chữ, rời xa Khương Ách. Tiêu Phàm nội tâm cũng thật lâu không thể bình tĩnh, cái này Khương Ách, vậy mà đụng một cái sẽ chết. Thiên Ách chi thể, thật có khủng bố như vậy sao? Thật có, Tiêu Phàm trong đầu vang lên một thanh âm, dù sao hắn nhưng là tận mắt chứng kiến. Vừa rồi hắn còn nghĩ làm sao đem Thiên Sơn La Vân cùng Lâm Tuyền đuổi xuống, hiện tại hắn có chút may mắn hắn không có động thủ, bằng không, Thiên Sơn gia tộc cùng Lâm gia, cái thứ nhất tìm đúng là hắn. Về phần tìm Khương Ách phiền phức, người bình thường thật đúng là không dám. Nếu là lấy mạnh lấn yếu, thật sự cho rằng tam đại thế tộc Khương gia là ăn chay sao? Tiêu Phàm, hiện tại làm cái gì? Nếu không, chúng ta oản tù tỉ a. Tà Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn đều có chút chột dạ, thật sự là thiên ách chi thể, quá quỷ dị. Tiêu Phàm không có phản ứng Tà Vũ, trong đầu lại là ở tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm lấy liên quan tới thiên ách chi nhân tin tức, cùng phương pháp phá giải. Vận rủi, tai nạn, nguyền rủa. Tiêu Phàm lục soát, đều là những tin tức này, chính là không có liên quan tới thiên ách chi nhân phương pháp phá giải. Chẳng lẽ gia hỏa này, thật là vô địch sao? Dù cho hắn hướng nơi nào đứng, liền đã đứng ở thế bất bại. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, gần sát mấy cái lôi đài, đã chậm rãi chuẩn bị kết thúc, có lôi đài, thậm chí đã tuyển ra hai cái danh ngạch. Nhưng Tiêu Phàm bọn họ cái này lôi đài, ba người lại là một mực đứng ở đó không nhúc nhích. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ không có xuất thủ, đối diện Khương Ách trực tiếp ngồi dưới đất, một bộ ngươi có bản lĩnh đến đem ta đuổi xuống lôi đài tư thế. Đã trải qua sự tình vừa rồi, ai lại dám đem hắn đuổi xuống lôi đài đây? Nếu như Khương Ách chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi, 10 trượng phạm vi bên trong, Tiêu Phàm tùy ý hơi vung tay, là có thể đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng mấu chốt là, cái này Khương Ách thực lực cũng không kém a, có thể ở đế thần tháp bên trong xông đến người thứ 9, chí ít không phải Tiêu Phàm vung tay lên liền có thể chiến thắng đối thủ. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm trong đầu một mực trầm tư, tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết. Thật khó giải sao, Tiêu Phàm nội tâm có chút bất đắc dĩ. Hắn và Tà Vũ hai người, thực lực đều không yếu, là vô cùng có khả năng tiến vào 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3. Nhưng là cửa thứ nhất này, liền bị một cái Khương Ách chặn lại, nhất định phải đào thải một cái. Tiêu Phàm tự động rời khỏi lôi đài, hắn sẽ không nguyện ý, Tà Vũ coi như nguyện ý, Tiêu Phàm cũng không cho phép. Bởi vì hắn sẽ xem là Tà Vũ bố thí. Đồng dạng, Tà Vũ cũng là loại này ý nghĩ, cho nên hắn đưa ra hai người trực tiếp oản tù tì. Dù sao, bọn họ không thể có thể chân chính đánh một trận, kết quả là tốt rồi người khác. Mắt thấy mấy cái khác trên lôi đài chiến đấu đều muốn kết thúc, Tiêu Phàm cũng có chút lo lắng. Thiên ách chi nhân, thiên hữu chi nhân, Tiêu Phàm trong đầu một mực lặp lại lấy những từ ngữ này, đột nhiên, hắn ánh mắt lóe lên. Thiên hữu chi nhân, hắn sở dĩ so với người khác vận khí tốt, không phải là bởi vì thiên hữu chi nhân cái tên này, mà là bởi vì mệnh cách. Điểm này, Tiêu Phàm ở chiến hồn đại lục thời điểm liền đã biết. Chiến hoàng thiên chính là thiên hữu chi nhân, người bình thường muốn cùng hắn chiến đấu, cơ bản chỉ có thể xúi quẩy, bởi vì nhất định phải tiếp nhận thượng thiên lôi phạt. Hơn nữa, chiến hoàng thiên đối thủ thực lực càng mạnh, lôi phạt cũng càng khủng bố hơn. Tiêu Phàm rõ ràng nhớ kỹ, thiên hữu chi nhân sở dĩ hồng phúc tề thiên, là bởi vì mệnh cách thiên sinh so người khác cường đại, phải thiên địa phù hộ. Hơn nữa, thiên hữu chi nhân, thiên sinh chính là không có tạp chất chi thể, mệnh cách không dính vào bất luận cái gì bụi bặm. Tất nhiên thiên ách chi nhân cùng thiên hữu chi nhân tương phản, cái kia Khương Ách mệnh cách đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con người bỗng phát sinh biến hóa, mắt phải trở nên đen kịt hết sức, thậm chí còn chán phóng ô quang. Trái sinh phải chết, sinh tử mâu, mở. Không sai, Tiêu Phàm thi triển không phải nghịch loạn chi đồng, mà là sinh tử mâu. Tiêu Phàm đại bộ phận đồng thuật đều biến mất, bị nghịch loạn chi đồng dung hợp, nhưng sinh tử mâu một mực thế nhưng là thi triển, chỉ là hắn rất ít khi dùng mà thôi. Hắn cũng không nghĩ đến,
đột phá thánh đế cảnh vẫn còn có dùng đến một ngày. Hắn sinh đồng có thể bắn ra lam quang, liền mệnh cách phá toái đều có thể cứu chữa, mà mắt phải hung mâu, lại có thể tước đoạt đối phương mệnh khí cùng số mệnh, làm cho đối phương vận rủi quấn thân. Chỉ là loại này vận rủi, cũng không có Khương Ách khủng bố như vậy mà thôi, nhưng là hai người là có điểm giống nhau. Theo Tiêu Phàm mắt phải hung mâu mở ra, hắn cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản mặc áo bào đen Khương Ách, vậy mà toàn thân bao phủ hắc khí cuồn cuộn. Hắc khí kia, không biết so với hắn mắt phải hung mâu bắn ra hắc khí phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Lấy Khương Ách làm trung tâm, hắc khí phóng xạ chừng 10 trượng, dù cho ở 10 trượng giáp danh, hắc khí cũng so hắn hung mâu bắn ra hắc khí muốn nồng đậm rất nhiều. Nguyên lai, ta mắt phải bắn ra hắc khí, cũng là vận rủi cùng tai nạn. Tiêu Phàm đối mắt phải của chính mình đồng thuật rốt cục có khác một phen hiểu. Khương Ách sở dĩ suối quẩy, chính là bởi vì những hắc khí này tồn tại, bởi vì những hắc khí này, vốn là đại biểu cho vận rủi cùng tai nạn. Tiêu Phàm, thời gian không sai biệt lắm, nếu không ngươi ra cái kéo, ta ra bao. Tà Vũ bất đắc dĩ nói, hắn không muốn kéo dài thời gian. Dạng này kéo dài thêm, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên bước ra bước chân, hướng về Khương Ách vị trí đi đến. Tiêu Phàm, Tà Vũ biến sắc, hắn làm sao không biết, Tiêu Phàm đây là muốn cùng Khương Ách một trận chiến a. Vừa rồi Thiên Sơn La Vân cùng Lâm Tuyển cái chết, còn rõ mồn một trước mắt đây. Tiêu Phàm nếu như đi lên cùng Khương Ách một trận chiến, đoán chừng sẽ chỉ càng thêm suối quẩy. Không chỉ Tà Vũ chấn kinh, chung quanh lôi đài tu sĩ cũng vén lên nồi, giống như sôi trào nước sôi, sôi trào. Tiểu tử này đây là muốn cùng Khương Ách một trận chiến. Hắn là muốn chết sao? Thiên Sơn La Vân cùng Lâm Tuyền chỉ là đụng vào một lần Khương Ách, liền chết rất thảm. Nếu là hắn cùng Khương Ách một trận chiến, ta đều không cách nào tưởng tượng, hắn sẽ chết có bao nhiêu thảm. Một khi hắn cùng với Khương Ách một trận chiến, đoán chừng đột nhiên tự bạo cũng có thể, tiểu tử này phách lối thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Đám người ngươi một lời, ta một câu, ai cũng không coi trọng Tiêu Phàm có thể chiến thắng Khương Ách. Mặt đối mặt chiến đấu, Khương Ách chính là vô địch, đừng nói thánh đế cảnh, chính là phổ thông thánh tôn cảnh, cũng không dám cùng hắn chính diện đối địch. Rất nhiều dị ma, khi biết Khương Ách cái tên này về sau, đều là bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là không quan tâm, từng bước một tới gần Khương Ách, tựa như hoàn toàn không nghe thấy bốn phía tu sĩ tiếng nghị luận, cùng Tà Vũ ngăn cản. 20 trưởng, 15 trưởng, 12 trưởng, đám người hô hấp tất cả đều trở nên dồn dập lên, đã từng có rất nhiều tu sĩ dùng huyết cùng nước mắt chứng minh, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần Khương Ách trong vòng 10 trưởng, nếu không sẽ hết sức xui xẻo. Hơn nữa khoảng cách Khương Ách càng gần, lại càng suối quẩy. Đám người ngừng thở, trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm khoảng cách 10 trượng càng ngày càng gần. 11 trượng, 10 trượng, oanh, thanh âm này mặc dù không tồn tại, nhưng tất cả mọi người tựa như nghe được một tiếng sét âm thanh, chấn động chính bọn họ tâm thần run lên một cái. Tiêu Phàm, hắn vậy mà thật bước vào Khương Ách 10 trượng trong phạm vi. Hắn không phải làm dáng một chút, mà là phải đùa thật. Cho dù Khương Ách, cũng là kinh ngạc không thôi, chậm rãi đứng dậy, xem như đối Tiêu Phàm tôn trọng. Nhưng mà, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc là, Tiêu Phàm bước chân vẫn không có đình chỉ, không ngừng hướng về Khương Ách tới gần. 8 trượng, 7 trượng, 6 trượng, Tiêu Phàm bước chân càng ngày càng chậm, ở cách Khương Ách 5 trượng khoảng cách lúc, hắn đã ngừng lại thân hình. Giờ phút này, mắt phải của hắn hung mâu tử. Chán phóng từng đạo huyền diệu năng lượng ba động, người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng Tiêu Phàm có thể nhìn thấy, cái này năng lượng chính là một tia ô quang. Ô quang bao phủ hắn, cách trở bốn phía hắc khí tới gần, hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì năm trượng khoảng cách, đã là hắn mức cực hạn. Mắt phải hung mâu, chỉ có thể bảo hộ hắn đến khoảng cách này, hơn nữa đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Đối diện Khương Ách ngừng thân thể, hắn thân thể cũng khẽ run. Nhưng hắn vẫn không có xuất thủ. Lúc này, Tiêu Phàm ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lại bước về phía trước một bước một bước. Hô, một trận cuồng phong lấy Tiêu Phàm làm trung tâm điên cuồng mà cuốn lên, người khác không nhìn thấy, nhưng Tiêu Phàm có thể thấy rõ ràng, vô cùng vô tận vận rủi hắc khí, xuyên qua hắn hung mâu phòng hộ,
cuồn cuộn tuôn hướng hắn thân thể. Tiêu Phàm thân thể cứng đờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng chân thật lâu không có buông xuống đi, cả người dường như bị điện giật đánh một dạng. Ngay sau đó, mắt phải của hắn bên trong chảy ra từng đạo máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Phàm thân thể không bị khống chế, kém chút quỳ trên mặt đất, hắn một tay chống đất, miễn cưỡng ngồi xổm xuống. Tiêu Phàm, cách đó không xa Tà Vũ kêu to, hắn mặc dù không biết Tiêu Phàm xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này Tiêu Phàm khoảng cách Khương Ách gần như vậy, khẳng định chuyện gì không tốt tình phát sinh. Nhất là hắn mắt phải chảy ra máu tươi, càng là để hắn lo lắng không thôi. Ta liền nói hắn tự tìm cái chết, lại dám tới gần Khương Ách gần như vậy, bây giờ còn chỉ là quỳ xuống, bất quá đoán chừng cách cái chết cũng không xa. Khương Ách sớm đã đứng ở thế bất bại, hai người bọn họ có thể có được một cái danh ngạch, đã coi như là vui mừng, lại còn nghĩ ra được hai cái, thực sự là si tâm vọng tưởng. Biết rất rõ ràng Khương Ách là thiên ách chi nhân, lại còn muốn khoe khoang, một người làm sao liền điểm ấy tự mình hiểu lấy cũng không có chứ. Cùng người đều đấu không lại, còn muốn đấu với trời. Từng đợt tiếng chê cười vang lên, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm tới gần Khương Ách, nhất định chính là hành động tìm chết. Hiện tại hắn vận rủi đã ứng nghiệm, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ có càng thêm chuyện xui xẻo ở Tiêu Phàm trên người phát sinh. Người từ bỏ đi, lôi đài phía trên, một mực trầm mặc Khương Ách đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Kỳ thật hắn nội tâm cũng cực kỳ rung động, phải biết, hắn 10 trượng phạm vi bên trong thế nhưng là không có một ngọn cỏ a, Tiêu Phàm vậy mà quả thực là đi vào 5 trượng phạm vi. Đài cao phía trên Long Vân, cau mày. Hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm bối cảnh, nếu như Tiêu Phàm xuất hiện ở đây ngoài ý muốn, cái kia người ở sau lưng hắn, lại có thể nào không giận. Chỉ là, hắn cũng không tiện ngăn cản, thân làm địa các các chủ, hắn nhất định phải cam đoan địa các thi đấu tính công bình. Lúc này, mặt khác 9 cái trên lôi đài chiến đấu đã đình chỉ, 18 cái danh ngạch cũng đã tuyển đi ra, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập ở Tiêu Phàm bọn họ vị trí lôi đài. Đám người âm thầm lắc đầu. Giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ta nhận thua, Tà Vũ cũng rốt cục nhìn không được, tiếp tục như vậy, hắn cũng không biết Tiêu Phàm trên người sẽ xảy ra chuyện gì. Dứt lời, hắn quay người liền chuẩn bị hướng dưới lôi đài đi đến. Tà Vũ, đừng để ta xem thường ngươi, nhưng mà không đợi hắn khởi hành, Tiêu Phàm thanh âm khàn khàn vang lên. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy. Có vẻ hơi gian nan, nhưng hắn xác thực đứng lên. Chỉ có Tiêu Phàm mình có thể thấy rõ ràng, những cái kia vận rủi hắc khí đã tràn ngập hắn thân thể, thậm chí xông vào kinh mạch bên trong, trải rộng tứ chi bách hài. Hắc khí khắp nơi xuyên loạn, tựa như đang tìm cái gì, nhưng bởi vì không có tìm được, cho nên trở nên hết sức sao động. Vận rủi, nghĩ muốn tìm ta mệnh cách, ăn mòn ta khí số sao? Tiêu Phàm trong lòng khẽ cười một tiếng. Hắn rốt cuộc biết thiên ách chi nhân vì sao sẽ khủng bố như vậy, trên người tán phát vận rủi hắc khí, sẽ ăn mòn một người mệnh cách, sau đó ăn mòn người khí số. Một khi khí số bị ô nhiễm, thậm chí tan rã, người này khí vận liền sẽ giảm bớt, thậm chí biến mất. Khí vận biến mất, người này tự nhiên sẽ xui xẻo, uống nước lạnh đều sẽ tê răng. Bất quá, Tiêu Phàm căn bản không có mệnh cách, hắn khí số từ lâu cùng hắn nhục thể hòa làm một thể. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm khí số, chính là cùng giai tu sĩ, không chỉ gấp 10 lần. Thiên ách chi nhân vận rủi hắc khí dĩ nhiên khủng bố, nhưng cũng là có một cái cực hạn, rất khó hoàn toàn ăn mòn Tiêu Phàm khí số. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn có hung mâu, trên bản chất cùng thiên ách chi nhân là giống nhau, chỉ là thiên ách chi thể càng thêm khủng bố mà thôi. Vừa mới vận rủi hắc khí vào cơ thể thời điểm, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được với. Chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, cho nên chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã oặt xuống dưới. Nhưng là, Tiêu Phàm hiện tại đã chậm rãi thích ứng, hơn nữa hắn phát hiện, mắt phải của hắn hung mâu, vậy mà có thể hấp thu những cái này vận rủi hắc khí. Ở dưới sự khống chế của hắn, thể nội tất cả vận rủi hắc khí điên cuồng hướng về mắt phải của hắn hung mâu dũng mãnh lao tới. Quỷ dị chính là, mắt phải của hắn hung mâu. Vậy mà ngưng tụ một cái vòng xoáy màu đen, điên cuồng cắn nuốt vận rủi hắc khí. Chỉ bất quá hắn mắt phải đen kịt hết sức, căn bản nhìn không ra,
nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm ứng rõ ràng đến. Mặt khác, mắt phải Hung Mâu luyện hóa vận rủi hắc khí, hóa thành một cỗ lực lượng kỳ lạ, tràn vào bên trái tròng mắt màu xanh lam bên trong, khiến cho hắn tròng mắt màu xanh lam càng ngày càng lóe sáng lên. Nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện, lam sắc sinh đồng con ngươi, vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành một đạo huyết hồng sắc vầng sáng. Người bên ngoài nhóm không cách nào phát hiện một màn này, nhưng đối diện Khương Ách xác thực nhìn rõ rõ ràng ràng. Sinh tử mâu, Khương Ách nói nhỏ, trong lòng rung động, thậm chí có chút mừng rỡ, không đúng, không phải sinh tử mâu không có uy lực như vậy, đây là. Qua nhiều năm như vậy, Khương Ách một người cho tới bây giờ không bại qua, đổi lại những người khác, có lẽ sẽ tự hào hết sức. Nhưng Khương Ách khác biệt, hắn biết rõ, cũng không phải là hắn bản thân vô địch, mà là hắn trời sinh biến thái năng lực. Cũng chính bởi vì năng lực này, khiến cho thiên hoang người 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 kính sợ tránh xa. Từ lúc ra đời, hắn liền là một cái tai tinh, mẫu thân ở sinh hắn thời điểm chết thảm, phụ thân cũng chết không nhắm mắt, người đứng bên cạnh hắn, không có một cái nào có thể lâu dài sống sót. Nếu như không phải Khương gia biết rõ hắn là thiên ách chi nhân, cảm thấy giá trị của hắn không nhỏ, có lẽ đã sớm bóp chết hắn. Đương nhiên, người của Khương gia đối với hắn rất tốt, thậm chí phần lớn người đều rất kính sợ hắn, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, những người kia là sợ bản thân nguyền rủa bọn họ. Bọn họ đối với mình tốt, căn bản không phải phát ra từ sâu trong nội tâm. Tu luyện mấy chục năm, mặc dù người người biết rõ hắn Khương Ách danh tiếng, nhưng là, hắn không có một cái nào bằng hữu, thậm chí bên người liền một cái người nói chuyện đều không có. Bởi vì người người e ngại hắn, không dám tới gần hắn. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà gặp một cái hoàn toàn không sợ mình người, cái này khiến hắn làm sao không kích động đây. Mặc dù giờ phút này là địa các thi đấu, nhưng Khương Ách căn bản không có bất luận cái gì tranh tài giác ngộ. Không được qua đây, ngươi sẽ chết. Khương Ách lui về sau mấy bước, hắn lòng tham cô độc, nhưng là rất hiền lành, nhiều năm như vậy đều rất ít chân chính giết người. Hiện tại, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, dường như phát hiện đồng loại của mình đồng dạng, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm chết. Tiêu Phàm tình huống hắn biết rõ, mặc dù miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng đây đã là hắn mức cực hạn, nếu như tiếp tục tới gần, vẫn là chẳng lẽ vận rủi kết cục. Khương Ách, Tiêu Phàm nhìn thấy Khương Ách lui về phía sau, hắn lập tức gọi lại, chúng ta cược một trận làm sao? Không đợi Khương Ách mở miệng, hắn tiếp tục nói, ta nếu đụng phải thân thể của ngươi mà bất tử, là ngươi đào thải, bằng không, ta đào thải. Đám người một trận xem thường, ngươi nhà không phải là nói nhảm sao, nếu như ngươi chết, không đào thải cũng phải đào thải. Khương Ách không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Sau một khắc, hắn đột nhiên rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Phàm khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, hơn nữa, cái kia song con ngươi càng thêm cường đại. Đồng thuật dị biến, Khương Ách kinh hãi không thôi, kém chút kinh hô lên. Đồng thuật dị biến, không sai, Tiêu Phàm thời khắc này hai mắt, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, đây là đồng thuật dị biến dấu hiệu. Mắt phải hắc sắc, trở nên càng thêm đen như mực, có thể rõ ràng cảm nhận được cùng lúc trước khác biệt. Mà mắt trái lam sắc, đã chậm rãi biến thành tử sắc, giống như một khỏa đá quý màu tím đồng dạng, tỏa sáng lấp lánh. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, mắt phải của hắn, dường như có được tuyệt thế lực lượng hủy diệt, mà mắt trái, đem so với trước năng lực, cũng càng thêm bá đạo. Chúng ta cược một trận, làm sao? Tiêu Phàm nhìn thấy Khương Ách kinh ngạc, hắn vừa tiếp tục nói. Lúc này, hắn thừa nhận áp lực càng ngày càng nhỏ, thậm chí hấp thu vận rủi chi khí càng ngày càng thông thuận. Kỳ lạ là, Khương Ách quanh thân vận rủi hắc khí, vậy mà hoàn toàn không có giảm bớt ý tứ. Chỉ bất quá, Khương Ách thân thể, lại đang chậm rãi biến thấp. Khương Ách tự nhiên cũng cảm nhận được, cái kia cao 3 mét thân thể, vậy mà đang không ngừng thu nhỏ. Khương Ách làm sao biến thấp? Đám người cũng phát hiện vấn đề này, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tà Vũ nguyên bản còn chuẩn bị rời đi lôi đài, có thể nhìn thấy một màn này, cũng là con ngươi co rụt lại. Ngươi so với ta càng cần hơn danh ngạch này. Khương Ách do dự chốc lát, trầm giọng nói. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi ý tứ. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, hắn lúc này mới phát hiện, cái này ngốc đại cá, thật tương đối thiện lương.
bản thân không nỡ danh ngạch này, muốn cùng hắn so một trận, dùng thắng thua đến quyết định danh ngạch này, nhưng hắn không nghĩ tới, Khương Ách trực tiếp muốn đem danh ngạch này tặng cho hắn. Hơn nữa, hắn còn không hề rời đi lôi đài ý tứ, đây là nghĩ thành toàn mình, hoàn thành đồng thuật dị biến sao. Mặc dù mình thôn phệ vận rủi hắc khí, cũng có thể để Khương Ách khôi phục bình thường thân cao, nhưng là cái này vận rủi hắc khí biến mất, sẽ cho Khương Ách mang đến tổn thất vô cùng lớn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thở sâu, thầm nghĩ trong lòng, Khương Ách, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sau một khắc, Tiêu Phàm thôn phệ vận rủi hắc khí tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn hai mắt cũng chậm chậm hoàn thành lột xác cuối cùng. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Tiêu Phàm sinh tử mắt đã hoàn thành chân chính dị biến, mắt trái tử sắc yêu diễm, mắt phải đen như mực. So với phía trước sinh tử mâu, không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mà đối diện, Khương Ách thân cao đã khôi phục khoảng 1m8, hơn nữa còn có vẻ hơi khôi ngô, không còn khô gầy như củi. Cái này biến hóa, để bốn phía tu sĩ kinh ngạc không thôi, ai cũng nghĩ không rõ trong đó chuyện gì xảy ra. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy một màn kế tiếp lúc, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên lại đi ra mấy bước, đứng ở Khương Ách trước người, vươn một mực tay phải, nói tạ. Khương Ách do dự một chút, vẫn là vươn một cái tay, tay của hắn không có chút huyết sắc nào, khô bạch hết sức. Ba, bàn tay hai người giữ tại cùng một chỗ, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, Khương Ách tay phải, vậy mà đang khẽ run lấy. Tiêu Phàm có lẽ không cách nào trải nghiệm loại tâm tình này, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến, từ ra đời đến nay, chưa bao giờ cùng người tiếp xúc qua Khương Ách, lần thứ nhất có thể cùng người nắm tay, là một loại cảm giác gì. Mà lúc này, dưới lôi đài lại là xôi trào. Làm sao có thể, hắn lại dám đụng vào Khương Ách. Đám người trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là, Tiêu Phàm căn bản không có xui xẻo dấu hiệu, ngược lại bình tĩnh như thường. Tiêu Phàm cùng Khương Ách bàn tay chậm rãi buông ra, riêng phần mình lui mấy bước. Ta cũng cảm ơn ngươi. Khương Ách thanh âm khàn khàn vang lên. Sau đó lại sâu sắc nhìn cách đó không xa Tà Vũ một cái. Tà Vũ nhíu mày, đã làm xong chiến một trận chuẩn bị. Tiêu Phàm đều không sợ Khương Ách, hắn dựa vào cái gì e ngại. Một khi lùi bước, há chẳng phải là nói rõ bản thân không bằng Tiêu Phàm sao. Nhưng mà, Khương Ách lại là đột nhiên hướng về dưới lôi đài đi đến, tự động từ bỏ danh ngạch. Làm Khương Ách đi xuống lôi đài một sát na kia, cuối cùng hai cái danh ngạch cũng triệt để xác định. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ. Hai người vô hỉ vô bi, đạp không lui ra lôi đài. Người lên cấp, tới rút thăm. Long Vân thanh âm vang lên, lần nữa kéo về Tiêu Phàm tâm thần, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, trong lòng tảng đá lớn cũng để xuống. Mấy tức về sau, 20 cái người lên cấp, đi tới Long Vân vị trí nhìn trên đài. 20 người này, nên tính là thiên hoang thần các địa các cao cấp nhất 20 người. Tiêu Phàm quét bốn phía tu sĩ một cái, nhưng hắn ngoài ý muốn là, vậy mà thấy được mấy cái người quen, trong đó có hai cái càng là hắn địch nhân. Đế Thái Ất, Thánh Nhân Hoàng, Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, cái này hai người tu vi, vậy mà cũng đột phá đến Thánh Đế cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn xông vào địa bảng 20 vị trí đầu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, cái này có vẻ như cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Phóng nhãn thái cổ thần giới, biết bao cuồn cuộn, tính cả hai người bọn họ ở bên trong, vậy mà chỉ có bốn người tấn cấp, mà thiên hoang lại nhiều đến 16 người, dòng dã gấp 4 chênh lệch. Thực lực như vậy, xác thực chênh lệch quá lớn, nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Phải biết, mà Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu bọn họ bực này nhân vật, ở thái cổ thần giới cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bị đào thải. Đương nhiên, cái này cũng cùng loạn chiến tranh tài hình thức có quan hệ, thiên hoang tu sĩ tỷ lệ xa không phải thái cổ thần giới có thể so sánh. Mà thiên hoang tu sĩ trong xương cốt thì có một loại đối thiên hoang tu sĩ cừu thị cảm giác, cùng cảm giác ưu việt, tự nhiên sẽ dẫn đầu đào thải thái cổ thần giới người. Đông Phương Diễn, đột nhiên, Tà Vũ ánh mắt lại là hướng về một người khác, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm theo Tà Vũ ánh mắt nhìn tới. Lại là nhìn thấy cả người khoác bạch sắc mây áo nam tử, mây áo bên trên thêu lên từng mảnh mây trắng, cho người ta một loại thoải mái phiêu dật cảm giác. Đông Phương Diễn,
Tiêu Phàm cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Tà Vũ nhìn tới thời khắc, đối phương cũng đối với hắn mỉm cười. Thái cổ thần giới, vạn tộc thiên tài bảng người thứ 8. Tà Vũ cho Tiêu Phàm truyền âm giải thích nói. A, à, Tiêu Phàm nội tâm kinh dị, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bản thân quen thuộc như vậy, nguyên lai cái tên này hắn ở trên vạn tộc thiên tài bảng nhìn thấy qua, nói cách khác, thái cổ thần giới một phương, lên cấp có 5 người. Hắn không phải thái cổ thần giới, mà là thiên hoang đông phương gia tộc. Tà Vũ ngữ khí có chút ngưng trọng, nói, không chỉ là hắn, còn có mấy cái là thuộc về thiên hoang, bao quát đế thái ất. Đế chiến gia tộc, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Đế chiến gia tộc, chính là thiên hoang thập đại gia tộc một trong, đế chiến gia tộc ở thập đại gia tộc bên trong thế nhưng là xếp hạng đệ tam quái vật khổng lồ. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đế thái ất dĩ nhiên là đế chiến gia tộc. Chân chính thuộc về thái cổ thần giới người, chỉ có hai chúng ta, tăng thêm thánh nhân hoàng. Tà Vũ giải thích một câu, vạn tộc thiên tài bảng bên trên, còn có hai người, cũng hẳn là thuộc về thiên hoang. Ai? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Hỏa Chí Tôn cùng Tử Đông Lai. Nói lên hai cái danh tự này, Tà Vũ lộ ra ngưng trọng, hai người bọn họ, có lẽ đã đột phá thánh tôn cảnh. Đột phá thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm ngạc nhiên, hai người kia là cùng bọn hắn cùng lứa người A, hơn nữa hắn còn gặp qua Hỏa Chí Tôn đây, đối phương đã đột phá thánh tôn cảnh. Hiện tại bắt đầu rút thăm, rút đến giống nhau số thẻ người, vòng thứ nhất đối chiến. Long Vân thanh âm phá vỡ Tiêu Phàm nội tâm kinh ngạc, đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 189.